Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn chương 1244, văn minh tiền sử. Long đình trên không, phong vân khuấy động, uyên hải đem thiên tiên giới bầu trời che cản hơn phân nửa, tòa này hùng vĩ không gì sánh được động uyên quả nhiên là được xưng tụng uyên hải hai chữ, như là động uyên hải dương. Uyên hải bên trong tràn ngập cao đẳng đại đạo đạo lực, bất quá loại đạo lực này cho dù là viễn tổ cũng khó có thể điều động, nếu không đánh với ẩn nguyên tử một trận liền không đến mức chật vật như vậy. Long đình trong ngoài, tất cả long tộc nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn lên trên, Tòa động nguyên này to lớn, siêu Việt Nam đó Long tộc Triệu Hoán đến tất cả động nguyên tổng cộng. Cho dù là lại lần nữa nhìn thấy tòa động nguyên này, Hứa Ứng vẫn cảm thấy 10 phần rung động. Long đình thời đại tu luyện, một cái đạo bát cảnh giới tồn tại, liền muốn nắm giữ tam giới đến hàng vạn mà tính tiên sơn phúc địa, mỗi ngày sản xuất tiên linh chi khí, đều muốn nộp lên trên. Tu luyện tới đạo cửu cảnh giới, càng là cần tam giới gần ba thành linh khí sản xuất. Viễn Tổ nhìn về phía trên bầu trời huyên hải, nói: ta tu thành đạo cảnh cửu trọng, trở thành bất hủ về sau, phát hiện chính mình trong khi hô hấp, liền muốn tiêu hao tam giới 4, 5 phần 10 tiên linh chi khí. Nếu như tu vi của ta tiếp tục tăng lên, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đạt tới 6 thành, 7 thành, 8 thành. Ta đã trở thành một cái hạn chế long tộc quái vật khổng lồ, có ta ở đây, liền lại không người có thể tu thành đạo cảnh cửu trọng. Ta vơ vét thiên địa, phát hiện Nguyên Hải, liền có một ý kiến. Chủ ý của hắn chính là, bỏ qua nhục thân, nguyên thần phi thăng Nguyên Hải. Khi đó, hắn chưa có tiếp xúc qua triệu hoán động uyên pháp môn, cũng không biết uyên hải có thể được triệu hoán. Uyên hải tại trong một thời không khác, nhục thân không cách nào phi thăng đi qua, thế là viễn tổ vì để cho long tộc cùng tam giới chúng sinh có tiếp tục phồn diễn sinh sống khả năng, bỏ nhục thân. Nhục thể của hắn bị xem như một đạo trường hà, liên tiếp nhân gian giới cùng địa tiên giới. Viễn tổ nguyên thần phi thăng uyên hải về sau, phát hiện dáng lâm tam giới trở nên cực kỳ khó khăn, chỉ cần có người hiến tế mới có thể dáng lâm, tới lui gian nan. Đằng sau long tộc mỗi khi gặp đại nạn, liền triệu hoán viễn tổ giáng lâm, đại nạn qua đi, viễn tổ liền lại trở về Nguyên Hải. Đợi cho Thúy Nham diệt thế, ngay lúc đó Minh Tuân Đế biết cho dù triệu hoán viễn tổ, cũng vô pháp ứng đối trận này diệt thế hạo kiếp, ngược lại sẽ liên lụy viễn tổ tính mệnh. Hắn lực bài chúng nghị, lập thành khôi phục kế hoạch, tại long tộc khôi phục lúc triệu hoán viễn tổ. Lúc này, Minh Tuân Đế, Minh Đạo Đế bọn người đi tới, nhìn lên Nguyên Hải, lộ ra vẻ kinh hãi. Minh đạo đế bởi vì thay thế táng hóa, tu luyện tân long văn, thực lực tu vi không tăng mà lại giảm đi, nhưng vẫn như cũ cực kỳ cường hoành. Hắn cũng không tu luyện tân đạo, vẫn như cũ bảo lưu lấy đạo cảnh cửu trọng. Bởi vì bây giờ thiên tiên giới chưa ổn định, hắn vẫn như cũ cần duy trì bất hủ cảnh đến chấn nhiếp trong long tộc những cái kia có dị tâm trưởng lão. Bất quá Minh Tuân đế cũng đã chuyên tu tân đạo, bây giờ thực lực tu vi kém xa trước đây, tu 5 năm, năm còn chưa chứng được trí tôn. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không tu tân đạo, tiếp tục đi viễn tổ con đường, tu luyện đạo cảnh. Nhưng đạo cảnh không có khả năng triệu hoán động nguyên, vì cho long tộc thăm dò ra một con đường, cho nên hắn mới có thể tự chém trùng tu. Sư phụ, sư nương, minh mạn công chúa vui sướng chạy tới, hưng phấn đến muốn bổ nhào vào hứa ứng trong ngực, lại thấy hoa mắt, chui được nguyên vị ương trong ngực, nhưng cũng thừa cơ cùng sư nương thân mật một hồi. Sư phụ, ông nội ta không được, minh mạn công chúa nói nhỏ, hắn có phải hay không nói cho người hắn còn chưa chứng đạo trí tôn trên thực tế hắn mới là phi thăng kỳ, ngay cả tiên nhân đều không phải. Minh Tuân Đế mặt mo không nhịn được, hừ một tiếng, nói ta chỉ là có tài nhưng thành đạt muộn. Thời gian 5 năm không thấy, Minh Mạn Công Chúa ngược lại là đã tu luyện tới đạo cảnh cảnh giới, đặt ở trong long tộc, đã là đạo cảnh thất trọng đại cao thủ. Nàng có hứa ứng tự mình dạy bảo, lại đang địa tiên giới nghe qua nguyên vị ương, phế vật thanh huyền giảng giải hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh, trở lại thiên tiên giới người chậm tiến bước thần tốc. Trung gia, Minh mạn công chúa lại phát hiện chuông lớn, vội vàng bổ nhào qua, chuông lớn bây giờ to to nhỏ nhỏ động nguyên không thể tầm thường so sánh, động nguyên quy mô càng lúc càng lớn, toàn thân linh quang bên trong mang theo màu xanh biếc quang mang. Kiếm ra, Minh mạn lại phát hiện chu tiên kiếm, vội vàng hướng chu tiên kiếm vấn an. Hứa ứng nói rõ với Minh đạo đế dự định đi uyên hải tìm kiếm tòa động nguyên này ảo diệu, Minh đạo đế nghe vậy, cười nói, hứa đạo tổ, ta long tộc cũng chỉ cần đi một chuyến uyên hải, thăm dò thái cổ trước đó huyền bí. Hứa ứng cười nói, Uyên Hải vốn là các ngươi long tộc đồ vật, bệ hạ nếu là muốn có cái bạn, người ta đồng hành. Minh Đạo Đế cười ha ha, nói, bây giờ thiên địa thông, lưỡng giới có nhiều tu sĩ vãng lai cầu học, chấm an bài trước một chút, lại tiến về Uyên Hải. Nói đi, vội vàng mà đi, Uyên Hải không chỉ có hư hư thực thực thập trọng động Uyên, thay thế biểu lấy tại thái cổ trước đó còn có một cái huy hoàng đến cực điểm văn minh, từ sự trọng đại, Minh Đạo Đế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Minh Tuân Đế cũng kích động, rất muốn tiến về Uyên Hải, Minh Mạn thấy thế, nói, Gia ra ra, ngươi liền bớt lo một chút đi. Ngươi nếu là phi thăng, ta còn có thể làm chủ mang theo ngươi, ai bảo ngươi đến bây giờ đều không thể độ kiếp phi thăng. Minh Tuân Đế tức giận đến dâu ơ loạn run, Minh Mạn liền vội vàng tiến lên cho hắn thuận thuận khí, cười nói, đừng tức giận, đừng tức giận, ta cũng là vì ngươi nghĩ. Ngươi là ta dạy, chậm chạp không cách nào phi thăng, làm cháu gái cũng là mất mặt rất. Đợi cho Minh Đạo Đế chuẩn bị thỏa đáng, Nguyên vị ương trong lòng khẽ nhúc nhích, lặng lẽ đụng đụng hứa ứng cánh tay, hứa ứng bị nàng bộ ngực đâm đến tâm chỉ thần diêu, cho là nàng muốn vuốt ve an ủi, liền muốn khôi phục bản tính. Nguyên vị ương đánh rất tay của hắn, hướng về phía trước chỉ chỉ, hứa ứng nhìn lại, chỉ gặp minh đạo đế xuất lĩnh trên dưới 100 vị long tộc cường giả hướng bên này đi tới, trên không còn nổi trôi một chiếc quy mô rất lớn lâu thuyền. Những này long tộc cường giả không chỉ võ lực cường hoành đơn giản như vậy, trong đó không thiếu uyên bác chi sĩ. Hiển nhiên lần này thăm dò, Minh đạo đế rất có khát vọng, dự định vớt đến càng thật tốt hơn chỗ. Hứa ứng mỉm cười, truyền âm nói, đều nói hắn không quá quyết, nhưng chỉ cần có chỗ tốt, hắn liền chạy so với ai khác đều nhanh, xuất thủ so với ai khác đều hung ác. Minh đạo đế đi vào trước mặt, cười nói, Long đình sự vụ, ta đã phó thác thiên thừa tướng, chúng ta hiện tại liền có thể khởi hành. Viễn tổ đại long trần chờ nói, lúc trước ta không cách nào nhục thân phi thăm uyên hải, cũng không biết triệu hoán đến đằng sau tam giới vật chất có thể hay không tiến vào uyên hải nếu như không được, các người chỉ cần bỏ qua nhục thân. Hứa ứng cười nói, thử một lần liền biết, hắn phi thân lên, hướng uyên hải bay đi, thân hình chui vào uyên hải bên trong, sau một lúc lâu, thân hình hắn bay ra, thần thức truyền âm, uyên hải cùng với những cái khác động uyên một dạng, nhục thân có thể ra vào. Minh đạo đế bọn người nghe vậy, nhao nhao leo lên lâu thuyền, Minh đạo đế kêu, Minh mạn, đến bên này. Minh mạn đành phải rời đi nguyên vị ương, đi vào trên chiếc lâu thuyền kia. Nguyên vị ương cũng thôi động độ thế kim thuyền, hướng Nguyên Hải chạy tới. Hai chiếc thuyền lớn song hành, rất nhiều long tộc cường giả nhau nhau trông lại, trong đó một vị tộc lão nói, đó là chúng ta long tộc thuyền. Nữ tử kia chính là long hoa thành hành hung nữ tử. Minh đạo đế nói, nàng là hứa đạo tổ đạo lữ, việc này sau này chớ có nhắc lại. Hứa ứng rơi trên độ thế kim thuyền, Nguyên vị ương nói nhỏ, a ứng, đối diện trên chiếc thuyền kia có chút long tộc tựa hồ đối với ta có chút bất mãn. Nàng cảm ứng cực mạnh, những long tộc kia lời nói căn bản không thể gạt được nàng hứa ứng cười nói có minh đạo đế ước thúc không có trở ngại hai chiếc thuyền một trước một sau lái vào huyên hải tiến vào huyên hải một sát na tất cả mọi người lập tức chỉ cảm thấy minh mông đạo lực vào tới nhưng là loại nào thiên địa đại đạo lại không người có thể phân rõ long tộc từ bỉ ngạn đạt được rất nhiều không chọn vẹn bản tuyệt học các loại đại đạo cũng có đọc lướt qua nhưng huyên hải bên trong đại đạo cùng những đại đạo này đều không giống nhau Hứa ứng cùng Nguyên Vị Ương rất là kinh dị, bọn hắn cũng không có gặp qua loại này kỳ lạ đạo lực. Trong Nguyên Hải này, đạo lực cùng linh khí dung hợp, hình thành các loại tráng lệ phi phàm cảnh tượng, núi cao, dòng nước, nhật nguyệt, biển cả, mây mưa, lôi điện, tinh vân, các loại. Độ thế kim thuyền chậm rãi dừng ở một đạo trên không trung lao nhanh không thôi trường hà trước, hứa ứng cùng Nguyên Vị Ương tinh tế cảm xúc, càng ngày càng kinh ngạc, đạo trường hà này đúng là do thủy chi đạo tạo thành. Mà đứng tại trường hà bên ngoài, Bọn hắn rõ ràng cảm thấy được cái kia đạo lực tuyệt không phải thủy chi đạo. Độ thế kim thuyền lại đi tới tầng mây, trong mây lôi đình đan sen cũng là do cực kỳ thuần ví lôi đình đại đạo cấu thành, nhưng đạo lực cũng không phải là lôi đình đại đạo đạo lực. Hai người tinh tế cảm ứng, chỉ gặp nguyên hải bên trong, vạn vật đều là đại đạo biến thành, vật khác biệt, đại đạo khác biệt, nhưng cấu thành những đại đạo này đều là cùng một loại đạo lực. Chương 1245, loại tình hình này, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Tòa động nguyên này không thể coi thường, nếu như động nguyên vận chuyển lúc, trong đó nhất định là các loại đại đạo biến hóa không thôi, động nguyên nội bộ cảnh tượng cũng đang không ngừng lưu truyền. Hứa Ưng nhớ tới câu kia Thái Nhất Chân Truyền, trong lòng âm thầm tiếc hận, nói, nếu là tòa động nguyên này chủ nhân còn còn sống, chúng ta đứng ở chỗ này, liền có thể tìm hiểu ra Thái Nhất Chân Truyền hết thảy ảo diệu. Một chiếc khác trên lâu thuyền, Minh Đạo Đế mấy người cũng đang đánh giá bốn phía, phát hiện nơi đây ảo diệu. Đáng tiếc động nguyên chủ nhân đã chết động nguyên cũng không còn vận chuyển, không cách nào nhìn thấy tòa này thập trọng động nguyên khởi động lúc tráng lệ cảnh tượng. Hai chiếc thuyền không nhanh không chậm tiến lên, tìm kiếm phải chăng còn có phát hiện gì khác lạ. Bất quá viễn tổ ở chỗ này sinh tồn không biết bao nhiêu vạn năm, nghĩ đến mặc dù có cái gì di tích tiền sử, từ lâu bị hắn khám phá ra. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên thông qua trong thức hải linh quang thông đạo liên hệ viễn tổ, nói, long ra, người đem Nguyên Hải đưa về nó nguyên bản chỗ không gian. Sau một lúc lâu, Uyên Hải đột nhiên chấn động kịch liệt, Uyên Hải bên trong các loại đạo lực trong lúc bất chợt hào quang tỏa sáng, uy lực bộc phát, cơ hồ đem hai chiếc lâu thuyền lật tung. Đám người vội vàng ổn định thuyền, tại kinh khủng đạo lực trong biển rộng sóc này không ngớt, bọn hắn thi triển thủ đoạn, đối kháng đạo lực trùng kích, tại mảnh này nhìn không thấy bờ Uyên Hải bên trong phiêu bạt. Một vị Long tộc trưởng lão nhìn thấy một đạo sóng lớn đánh tới, vội vàng phồng lên thần thông ngăn cản, thần thông của hắn tinh diệu việt luân, chính là bị ngạn sát phạt chi đạo thần thông. Uy lực kinh người, tựa như một đạo đao quang nghênh tiếp sóng biển. Minh đạo đế vội vàng quát, không cần cùng nguyên hải đạo lực trực tiếp va chạm. Oanh, cơn sóng lớn kia cùng vị trưởng lão kia thần thông va chạm một sát na, liền gặp vị trưởng lão kia huyết nhục hướng về sau bay đi, chỉ còn lại có Bạch cốt đứng tại chỗ. Đám người sợ hãi, tất cả mọi người, tận khả năng thôi động lâu thuyền, tránh đi những này đạo lực. Minh đạo đế dốc hết có khả năng, lấy tự thân pháp lực ra trì lâu thuyền lâu thuyền tại từng đạo uy năng không thể tưởng tượng nổi đạo lực bên trong xuyên thẳng qua lúc trước thấy những cái kia cao sơn lưu thủy vân hải tinh hà hết thảy biến thành trí mạng thần thông bọn hắn tại loại này đại đạo thần thông bên trong xuyên thẳng qua thực sự không tránh thoát minh đạo đế liền ngang nhiên xuất thủ cùng đại đạo thần thông đối kháng dù hắn chính là bất hủ cảnh tồn tại cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào ta còn như vậy không biết hứa đạo tổ bọn hắn làm sao vượt qua minh đạo đế nghĩ tới đây hướng độ thế kim thuyền nhìn lại chỉ gặp độ thế kim thuyền trên dưới tung bay, cứ việc khổng lồ, lại linh động không gì sánh được, tránh đi những cái kia đạo lực hình thành dị tượng. Gặp được không tránh khỏi thời điểm, hứa ứng liền từ xuất thủ, đối cứng đạo lực. Hứa đạo tổ tại cái này thời gian năm, 6 năm bên trong, vậy mà tăng lên tới bước này. Minh đạo đế khiếp sợ không tên, hiện tại hứa ứng hiện ra thực lực tu vi, mặc dù vẫn như cũ không bằng hắn, nhưng đã không khác nhau lắm. Đúng vào lúc này, đột nhiên Uyên Hải bình ổn xuống tới, tất cả còn khuấy động đạo lực dị tưởng, trong lúc bất chợt gió êm sóng lặng, sóng cả không dậy nổi. Từ cực động đến cực tính, chỉ ở trong nháy mắt. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, hai chiếc thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới, đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, minh đạo đế chỗ chiếc lâu thuyền kia hóa thành bột phấn, bồng bềnh tán tán. Đám người dừng chân không nổi, vội vàng riêng phần mình lưa lửng, có chút xấu hổ. Độ thế kim thuyền lái tới, hứa ứng mời, nói chiếc thuyền này có chút vững vàng, có thể ngăn cản nguyên hải đạo lực tập kích. Chư vị không ngại đến ta trên chiếc thuyền này đến, đồng tâm hiệp lực. Minh đạo đế cảm ơn, đem người đi vào độ thế kim thuyền bên trên. Độ thế kim thuyền dọc theo một cái phương hướng, hướng về phía trước chạy tới, đằng sau đường xá một mảnh bình ổn không tiếp tục gặp được vừa mới loại kia khủng bố tình hình, nghĩ đến nguyên hải trở về thời không thần bí kia trên đường, mới có thể phát sinh đạo lực biển động hiện tượng. Loại hiện tượng này chỉ sợ đại long chưa bao giờ gặp, cho nên cũng không nhắc nhở bọn hắn. Như vậy chạy được mấy tháng, thế mà còn không có đi vào uyên hải cuối cùng. Minh Mạn lẩm bẩm nói, khó trách viễn tổ sẽ lưu luyến quên về, nơi này có thể chơi địa phương nhiều lắm. Lại qua mấy tháng, độ thế kim thuyền mới đi đến uyên hải cuối cùng, chỉ thấy phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh đạo lực hoang mạc, vạn đạo tĩnh mịch, uyên hải đạo lực ở chỗ này hóa thành bụi đất, hoang thạch. Nơi này đại đạo không còn mọi âm thanh yên tĩnh, độ thế kim thuyền chạy đến nơi đây, đột nhiên tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể từ không trung rơi xuống dưới. Trên thuyền tất cả mọi người phát giác được một cỗ lực lượng vô danh áp chế bọn hắn thể nội đại đạo, để bọn hắn khó mà nhấc lên tu vi. Càng đi về trước đi, nơi này liền càng hoang vu. Nơi này giống như là cái nào đó thời đại cổ lão phế tích, Uyên Hải đúng lúc ở vào lần danh của nó, nó lực lượng kỳ lạ cùng Uyên Hải đạo lực chống lại, tạo thành một mảnh vô đạo khu vực. Độ thế kim thuyền gian nan tiến lên, qua không biết bao lâu, đột nhiên phía trước một đạo hỗn độn chi khí hình thành tường ánh vào bọn hắn tầm mắt. Đạo này tường thực sự quá cao, không nhìn thấy đỉnh, hỗn độn khí như sóng biển giống như ba động, đám người càng đến gần, liền càng là phát giác đại đạo của mình cùng tu vi đang nhanh chóng giảm xuống. Nơi này là Hỗn Độn Hải, Minh Đạo Đế đột nhiên nói, chúng ta tới đến Hỗn Độn Hải biên giới. Hắn đã từng khống chế độ thế kim thuyền thoát đi tam giới vũ trụ, lái vào Hỗn Độn Hải, đối với Hỗn Độn Hải cũng không lạ lẫm. Minh Đạo Đế sắc mặt âm tình bất định, năm đó Hỗn Độn Hải kinh lịch, còn như là ác mộng đồng dạng quanh quẩn tại trong đầu của hắn để hắn thỉnh thoảng nhớ tới đều sẽ liên tục đánh mấy cái dùng mình. Bên kia, mau nhìn bên kia, minh mạn công chúa thanh âm truyền đến, chỉ hướng bên trái, thanh âm kích động có chút bén nhọn cùng run rẩy nơi đó cũng có một chiếc độ thế kim thuyền. Đám người lúc trước bị hỗn độn hải hấp dẫn, giờ phút này giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy được một chiếc khác độ thế kim thuyền nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Chiếc này kim thuyền to lớn đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, cắm ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm theo nó hướng đi nhìn lại, nó hẳn là từ trong hỗn độn hải lái ra, đầu tựa vào nơi này. Nguyên vị ương khống chế lấy độ thế kim thuyền hướng chiếc thuyền hỏng kia tới gần, đám người nhìn về phía chiếc thuyền hỏng kia, chỉ thấy vậy thuyền bố cục cùng bọn hắn dưới chân chiếc kim thuyền này giống nhau như đúc, trên thuyền có thật nhiều long tộc cường giả thi cốt, ngổn ngang lộn xộn, rơi là tả trên đất. Hai chiếc thuyền càng ngày càng gần, hứa ứng quan sát tỉ mỉ, nói chiếc thuyền này hẳn là năm đó chạy ra tam giới 40 chiếc thuyền vàng một trong, chỉ là nó không có may mắn như vậy. Nó ở trong hỗn độn hải không có tìm được bỉ ngạn, trên thuyền long tộc cường giả chết ở trong biển, kim thuyền bị hỗn độn hải đưa về nơi này. Chưa hẳn, minh đạo đế âm thanh run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia, trong lòng có một thanh âm đang gieo hò, cũng có khả năng, chiếc thuyền này chính là chúng ta dưới chân kim thuyền, trên thuyền người chết, khả năng chính là chúng ta. Hắn ở trong hỗn độn hải gặp phải thật là đáng sợ, thời gian, nhân quả, cũng không còn tồn tại, có khả năng sẽ đảo nhân vi quả có khả năng sẽ nghịch chuyển thời gian chúng ta tuyệt đối không nên lái vào trong biển nếu không tất có không tốt chuyện phát sinh minh đạo đế nói hứa ứng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu độ thế kim thuyền từ thuyền hỏng bên cạnh chạy qua quấn ra uyên hải phạm vi bao phủ lúc này tam giới đập vào mi mắt đám người ngạc nhiên nhao nhao đi đến đầu thuyền hướng tam giới nhìn lại hứa ứng trong lúc lơ đãng quay đầu chỉ gặp cái kia hỗn độn hải là bị một tấm bia đá áp chế, không cách nào tiếp tục hướng phía trước xâm lấn, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ trên kim thuyền nhảy xuống, đi vào tấm bia đá kia trước. Bia đá không lớn, cao chừng hơn trưởng. Phía trên viết đầy kỳ lạ văn tự, hứa ứng nhìn nửa ngày, một chữ cũng không biết. Nguyên vị ương thanh âm truyền đến, a à ứng, bên này có thi cốt, hẳn là uyên hải chủ nhân. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng đem trên tấm bia đá văn tự xem như đồ án ghi lại vội vàng trở lại độ thế kim thuyền bên trên. Độ thế kim thuyền chậm rãi trôi đi, thay đổi đầu thuyền. Đám người rốt cục thấy được uyên hải toàn cảnh, uyên hải phía dưới, một tôn không gì sánh được to lớn hải cốt cự nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, mặt hướng tam giới, đưa lưng về phía hỗn độn hải. Một thân thể phách chi cự, cùng âm gian trong minh hải đầu châu hải cốt cũng không kém bao nhiêu. Thái cổ trước đó, hoàn toàn chính xác tồn tại một cái huy hoàng văn minh. Chương 1246, Hồng Nguyên sơ khai, Tam giới bắt đầu hiện. Bỉ Ngạn, từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền từ bến đỏ xuất phát, lái vào trong Hỗn Độn Hải, hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Bến Đỏ thủ tướng đưa mắt nhìn những này Thúy Nham lâu thuyền đi xa, thấp giọng nói, một tòa đại đạo thập trọng động nguyên, ở trong tam giới vũ trụ, là một đám nguyên thủy tu sĩ nắm giữ. Thật sự là mê người, những năm gần đây, thông qua Thiên Tiên giới động nguyên, Bỉ Ngạn đã đại khái xác lập tam giới ở trong Hỗn Độn Hải phương vị, khoảng cách Bỉ Ngạn cũng không xa chỉ bất quá khi đó không cần thiết phóng thích trinh sát đi tìm tam giới hạ lạc. Nhưng tiên giới thu hoạch kế hoạch bị ngăn trở, lại thêm đại đạo thập trọng động uyên xuất hiện, liền đáng giá bọn hắn mạo hiểm thử một lần. Trinh sát sẽ tìm đến tam giới phương vị chính xác, đem phương vị chính xác mang về. Hỗn độn hải thủy thế cực kỳ phức tạp, muốn tại trong vùng biển này tìm kiếm được một cái vũ trụ, dù là vũ trụ kia gần trong gang tấc cũng khó khăn trùng điệp. Bởi vậy phái ra trinh sát tiến đến tìm kiếm, là bị ngạn đám bất hủ bọn họ lựa chọn tốt nhất cùng một thời gian một chiếc thúy nham lâu thuyền thế mà đi ngược chiều từ trong hỗn độn hải lái ra tiến vào bỉ ngạn thẳng sông qua bến đỏ phá không mà đi đợi cho thủ tướng đuổi theo lúc chiếc kia thúy nham lâu thuyền đã hư không tiêu thất thủ tướng tìm kiếm thật lâu chỉ ở phụ cận tìm tới mấy cái thánh tộc không có phát hiện khả nghi thân ảnh lúc này mới coi như thôi kỳ quái chẳng lẽ là trinh sát trở về vì sao không đứng ở bến đỏ thủ tướng kia lắc đầu quay người trở về bến đỏ thầm nghĩ hơn phân nửa là vị nào chân vương phát hiện tân vũ trụ, dự định ăn một mình. Lục dị nhân xa xa nhìn về phía bến đỏ thủ tướng rời đi thân ảnh, hắn đánh ngất xỉu một vị bỉ ngạn thánh tộc, thay đổi đối phương y phục, mới không có bị thủ tướng phát hiện. Lục dị nhân tìm kiếm một chỗ núi hoang, đem phụ mẫu thi cốt an táng, lễ bái một phen, đứng dậy rời đi. Tam giới chúng sinh, ta sẽ cho các người đòi cái công đạo. Hai cốt cự nhân phía trước, độ thế kim thuyền bồng bềnh. Trên thuyền tất cả mọi người cảm thấy được đến từ bộ hài cốt này cảm giác áp bách, cho dù là mạnh như minh đạo đế, hứa ứng, nguyên vị ương, cũng cảm thấy tu vi, đại đạo thậm chí đạo hạnh đều lọt vào bộ hài cốt này áp chế. Đạo cử cùng đạo thập tranh lệch, khả năng so phàm nhân cùng tiên nhân tranh lệch còn muốn lớn. Đạo cảnh cửu trọng bất hủ cảnh, thân cùng đạo cùng, đại đạo đẳng thân, tự thân chính là đại đạo, nguyên thần chính là đại đạo. Nhưng cỗ này đạo cảnh thập trọng hài cốt, cho người cảm giác lại là đại đạo chi chủ. Bọn hắn sở tu cầm đại đạo, đối mặt bộ hài cốt này lúc, lại có một loại thần phục cảm giác, là hài cốt chỗ chân áp chỗ chi phối cảm giác. Nếu như bộ hài cốt này còn tại nhân thế như vậy hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động trong cơ thể của bọn hắn đại đạo, để bọn hắn thiên tân vạn khổ tu luyện đại đạo mất khống chế. Đây cũng là đại đạo chi chủ, đám người chỉ cảm thấy thật sâu rung động, đạo cảnh thập trọng, vậy mà thật tồn tại. Chuông lớn cùng chu tiên kiếm bay ra, hiếu kỳ bay về phía tôn kia tiền sử cự nhân hài cốt, cũng không dám áp sát quá gần. Từ tiền sử cự nhân trong hài cốt truyền đến cảm giác áp bách, để bọn chúng đại đạo cũng lọt vào áp chế cùng chi phối. Nguyên vị ương gặp chuông lớn cùng chu tiên kiếm là từ hứa ứng hỗn nguyên động nguyên bên trong bay ra, không khỏi cười khúc khích, gặp hứa ứng xoay đầu lại, vội vàng thu liễm dáng tươi cười. Sư nương cười cái gì? Minh mạn hiếu kỳ nói, cười sư phụ ngươi trung kiếm song tuyệt, nguyên vị ương vụng trộm lườm hứa ứng một chút, nói nhỏ, sư phụ ngươi nguyên lai có cái cố nhân, Gọi Lý Tiêu Khách, chính là trung kiếm song tuyệt. Sư phụ người còn xuyên qua Lý Tiêu Khách y phục, hứa ứng ánh mắt trừng tới, nguyên vị ương vội vàng nói, ta sai rồi, đợi chút nữa mời người ăn son phấn. Minh mạn công chúa buồn bực nói, son phấn có cái gì tốt ăn. Hứa ứng ho khan một cái, đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung, nghi ngờ nói, cự nhân hài cốt nhìn về phía tam giới, chẳng lẽ nói tại hắn thời đại kia, tam giới đã tồn tại. Vấn đề này không người có thể trả lời. Hứa ứng đành phải thông qua trong thức hải linh quang thông đạo hỏi thăm viễn tổ, viễn tổ đại long nghe được uyên hải cuối cùng lại có hỗn độn hải cùng cự nhân hải cốt, không khỏi kích động vạn phần, uyên hải bên ngoài thế mà còn có bực này chơi vui chỗ đi. Ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, hứa ứng vội vàng nói, người nếu là lại tới đây, ai đến triệu hoán uyên hải đem chúng ta đón về. Viễn tổ đại long đành phải dần xuống tới, hứa ứng lại đem lúc trước vấn đề hỏi thăm một lần, viễn tổ đại long nói cái này ta cũng không biết. Ta mặc dù là long tộc viễn tổ, nhưng cũng không phải là trên đời sinh linh thứ nhất, ta xuất sinh trước đó, tam giới cũng đã tồn tại, chỉ bất quá lúc kia hay là man hoang thời đại. Hắn mặc dù cổ lão không gì sánh được, được tôn là viễn tổ, nhưng hắn cũng không phải là sử thượng con rồng thứ nhất, tam giới lịch sử muốn so hắn càng thêm cổ lão, sớm có long tộc tồn thế. Long đình thời đại trước đó man hoang thời đại mặc dù cũng có pháp môn tu luyện, nhưng cũng không được hệ thống, viễn tổ cái thứ nhất xác lập đạo cảnh hệ thống tu luyện, lúc này mới mang cho tam giới lấy văn minh hứa ứng ở hắn nơi đó không cách nào đạt được đáp án đành phải rời khỏi thông đạo viễn tổ ý thức thuận thông đạo đuổi tới cười làm lành nói ứng ra để cho ta tại trong thức hải của ngươi đợi một hồi ta liền nhìn xem không đoạt xá thân thể của ngươi ngươi cho ta xem một chút bên ngoài là được hứa ứng tâm niệm vừa động đem chính mình thấy tình hình chiếu dọi tại trong thức hải viễn tổ nhìn xem cái kia nguy nga không gì sánh được tiền sử cự nhân hài cốt lẩm bẩm nói đây chính là siêu việt bất hủ đạo cảnh thập trọng thật lớn tốt tráng chỉ sợ sao ta còn lớn hơn rất nhiều vì sao tồn tại bực này đều tử vong ai có thể giết được hắn a à, ứng ngươi cho ta mượn một con mắt ta muốn tận mắt xem xét hứa ứng mượn hắn một con mắt viễn tổ dò xét cự nhân hải cốt sau một lúc lâu nói lại gần một chút nhìn không quá rõ ràng hứa ứng để nguyên vị ương khống chế độ thế kim thuyền tới gần nơi này tôn cự nhân hải cốt đột nhiên kim thuyền kéo kẹt rung động, đột nhiên rơi xuống. Trên thuyền đám người đang muốn riêng phần mình thôi động pháp lực, lại chỉ cảm thấy tu vi đại đạo thống thống mất khống chế. Oanh, độ thế kim thuyền hung hăng thua ở cự nhân kia hài cốt dưới chân, trên thuyền đám người cũng bị rơi thất điên bát đảo. Viễn tổ cũng bị chính mình chủ ý ngu ngốc giật nảy mình, nhưng thấy mọi người không có việc gì cũng yên lòng, thúc giục hứa ứng đến hài cốt kia trước mặt đi xem cái cẩn thận. Đám người nhao nhao xuống thuyền, đến nơi này, tu vi đại đạo cơ hồ vô dụng, chỉ có lực lượng của thân thể có thể dùng. Chuông lớn cùng chu tiên kiếm cũng len keng rơi xuống đất, không thể động đậy. Hứa ứng thôi động tu vi phát hiện vô luận là thái nhất, vô cực, hồng mông, hỗn độn, luân hồi, hay là mấy năm này tu thành hỗn nguyên động nguyên, đều không thể vận chuyển. Nhưng võ đạo động nguyên còn tại vận chuyển, võ đạo, kỳ thật chính là lực lượng của thân thể, áp chế không nổi. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết nguyên do, võ đạo, không có phù văn, không có đạo văn, không có long văn, cũng không có bỉ ngạn lý văn, cho nên không bị áp chế. Võ đạo là hậu thiên đại đạo, tu luyện võ đạo, lấy được chỉ là một đoàn nguyên thủy nguyên khí, gọi chân khí. Bởi vì không có phù văn đạo văn loại hình cơ sở cơ cấu, cho nên tu hành chậm chạp, cho dù như võ đế Thẩm Lạc như thế thiên tài, cũng sẽ bị cảnh giới vây khốn. Nhưng bởi vì không có phù văn cơ cấu, ngược lại có thể tại đạo thập tồn tại hài cốt áp bách dưới, vẫn như cô có thể điều động tu vi, điểm ấy để hứa ứng cảm thấy kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì ghê gớm phát hiện võ đạo không có phù văn không cần bất luận cái gì đại đạo kết cấu vô luận thái nhất luân hồi hồng mông hỗn nguyên đều cần phù văn đạo văn loại hình tầng dưới chót cơ cấu đến diễn hóa đại đạo võ đạo lại không cần nói cách khác không có cơ cấu càng thêm tiếp cận đại đạo bản chất nhưng không có cơ cấu tu luyện thế nào hắn ngay tại khổ tư viễn tổ lại lần nữa thúc giục hứa ứng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nhặt lên chuông lớn cùng chu tiên kiếm Nhét vào chính mình võ đạo động nguyên bên trong đi thẳng về phía trước, đỉnh lấy hài cốt cự nhân kia áp bách đi vào cự nhân dưới chân. Chuông lớn cùng Chu Tiên kiếm tiến vào hắn võ đạo động nguyên, chợt cảm thấy áp lực biến mất, kinh dị vạn phần. Viễn tổ nắm trong tay hứa ứng một con mắt, trong mắt đổi tới đổi lui, hứa ứng con mắt còn lại cũng rất ít chuyển động, chỉ là từ từ dò xét. Chương 1247. Bộ hài cốt này thật là nhìn không ra cái gì, xương cốt nhìn không ra bất luận cái gì kết cấu phía trên cũng không có phủ văn đạo văn loại hình hoa văn thậm chí tại trên xương cốt tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng bực này đạo thể là thế nào luyện viễn tổ kinh ngạc vạn phần lẩm bẩm nói ta bất diệt linh quang chi thể so sánh cùng nhau tựa hồ cũng có vẻ không bằng hắn đem nhục thân nguyên thần đều tu thành bất diệt linh quang cực kỳ lợi hại cơ hồ là thuần ví bất diệt chân linh thể cùng đạo thể hay là có chỗ khác nhau hứa ứng luyện thành đạo thể cũng không đem nhục thân luyện thành bất diệt linh quang cùng hắn con đường khác biệt cùng cỗ này hài cốt cự nhân con đường càng thêm tương cận. Chỉ là hắn cũng nhìn không ra cỗ này đạo thể hài cốt là do cái gì đại đạo kết cấu tạo thành, đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình vừa mới suy nghĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích, bật thốt lên, ta đã biết. Đạo cảnh thập trọng, không cần bất luận cái gì tầng dưới chót đại đạo cơ cấu. Đạo cảnh thập trọng đạo thể là do đại đạo bản thân tạo thành, bởi vậy nhìn không ra bất luận cái gì cơ cấu. Nguyên vị ương, minh đạo đế mấy người cũng theo tới, nghe vậy không khỏi riêng phần mình kinh ngạc đây là cái gì đại nghịch bất đạo không cần bất luận cái gì tầng dưới chất đại đạo cơ cấu còn có thể tạo thành đại đạo sao căn bản là không có cách tu luyện càng không khả năng nắm giữ lực lượng cường đại hứa ứng lại kích động vạn phần lâm vào mơ màng bên trong võ đạo là hậu thiên đại đạo không cần phù văn đạo văn những này phức tạp cơ cấu liền có thể tu hành võ đạo chân khí cũng là một loại nguyên thủy nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào đạo pháp khác tu luyện mà đến nguyên khí võ đạo hết thảy có thể khống chế vận dụng coi đây là căn cơ, tiếp tục tu hành, tuyệt đối có thể tu luyện tới đạo cảnh thập trọng, đạt tới vị này đại đạo chủ cảnh giới. Thế nhưng là, nếu như chỉ tu luyện võ đạo, như thế nào nắm giữ đại đạo khác đâu? Hứa ứng lại không khỏi ngây người, võ đạo tu thành tốc độ cực chậm, trong thiên hạ, tư chất ngộ tính cùng dẻo dai lực như võ đế thẩm lạc có thể có mấy người. Mà lại coi như võ đạo đến bất hủ cảnh, cũng chỉ là có thể nắm giữ võ đạo mà thôi, không đạt được đại đạo chủ cấp độ, bởi vậy võ đạo vĩnh viễn cũng không đến được đạo cảnh thập trọng. Trừ phi tu luyện đại đạo khác, tới hỗ trợ lẫn nhau. Viễn tổ đại long gặp hắn nghĩ nhập thần, ngay cả trong mắt đều không chuyển động, thử do xét nói, ứng ra, người một cái khác mắt cũng cho ta mượn sử dụng. Ta chỉ dùng dùng, không đoạt xá ngươi, hắn chiếm cứ hứa ứng con mắt còn lại. Lại qua một lát, viễn tổ cảm thấy chưa đủ nghiền, nói, ứng ra, tay của ngươi cho ta mượn sử dụng. Ngươi yên tâm, ta liền dùng một chút, hắn chiếm cứ hứa ứng hai tay, nhẹ nhàng chạm đến cự nhân hài cốt, ý đồ tìm ra đạo cốt ảo diệu. Ứng tử, chân của ngươi cũng cho ta mượn sử dụng. Viễn tổ thuận lý thành trương chiếm cứ hai chân của hắn. Tiểu ứng A, miệng này ngươi cũng không cần đến, ta sử dụng. Viễn tổ chiếm cứ hứa ứng miệng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, ý đồ đem cỗ này hài cốt cự nhân nuốt đến trong bụng, dự định mang về nghiên cứu. Chỉ là hắn đối với bộ thân thể này dù sao chưa quen thuộc, miệng đã dương đến to bằng chậu rửa mặt, nhưng còn lâu mới có thể nuốt vào hài cốt cự nhân. Viễn tổ hậm hực không thôi, nói, hài cốt này không dùng. Nói đi, hướng cự nhân sau lưng đi đến, đám người ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hứa đạo tổ tựa hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Minh đạo đế đi vào hài cốt trước mặt, tinh tế xem xét một phen, không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, không khỏi khẽ nhíu mày. Minh mạn công chúa cũng tới đến hài cốt trước mặt, hé miệng khoa tay một chút, phát hiện không cách nào nuốt vào, nói, hài cốt này hoàn toàn chính xác không dùng bọn hắn đi theo hứa ứng đi vào hài cốt hậu phương chỉ gặp hỗn độn hải đè ép một tòa cổ lão thế giới ánh vào bọn hắn tầm mắt mảnh thế giới này khắp nơi đều là nguy nga dãy núi phía trên uyên hải tán phát quang mang chiếu sáng nơi này để nơi đây cũng không lờ mờ xa xa đám người cảm thấy được mảnh này cổ lão thiên địa bên trong tràn ngập kỳ lạ đại đạo chi lực một chỗ một chỗ ngưng tụ cùng một chỗ hình thành san sát tiên sơn nguyên vị ương quan sát bốn phía nói chúng ta xuống địa phương là hài cốt cự nhân sau đầu uyên hải uyên hải là hài cốt cự nhân một bộ phận mà nơi này cũng không thuộc về hài cốt cự nhân một bộ phận như vậy nơi này hẳn là phía trước viễn tổ nói văn minh tiền sử di tích năm đó ở thái cổ long đình thời đại lúc đầu gặp qua một chút tương tự di tích nguyên vị ương lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng đi vào bên cạnh hắn viễn tổ đưa nàng đưa tay đẩy ra nhân loại nữ nhân người phải biết tôn ti nguyên vị ương ngây người Minh mạn công chúa vội vàng đi đến bên cạnh nàng, nói nhỏ, sư nương, sư phụ giống như biến thành người khác. Nguyên vị ương trong lòng nghiêm nghị, điểm khả nghi mọc thành bụi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn vừa rồi chạm đến hài cốt cự nhân, bị đoạt xá rồi. Nàng không khỏi dùng mình một cái, đông đảo long tộc ôm lấy minh đạo đế, đi đầu một bước đi vào mảnh này văn minh tiền sử di tích, nơi này cự nhân hài cốt cảm giác áp bách thoáng giảm xuống, đám người dần dần khôi phục một chút tu vi. Không ít long tộc tản ra, không có đi theo hứa ứng bọn người, mà là đi tìm kiếm di tích tiền sử bên trong phải chăng còn có lưu lại bảo vật. Viễn tổ bước nhanh đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tới đến một chỗ tràn ngập dị chủng đại đạo di tích trước. Hắn đang muốn tiến vào di tích, bỗng nhiên lại lui trở về, trên dưới dò xét di tích bên ngoài một tấm bia đá. Chỉ gặp trên tấm bia đá dùng đạo văn viết mấy câu. Viễn tổ đối với đạo văn không thế nào tinh thông, quay đầu nhìn theo tới nguyên vị ương một chút, ngoác nói, nhân loại nữ nhân, người đến xem phía trên này lời nói là có ý gì. Nguyên vị ương đi đến trước tấm bia đá, tinh tế đọc đi, kinh ngạc nói, thông thiên kiếm chủ, từng du lịch qua đây. Viễn tổ nói, lời nói phía sau là có ý gì. Nguyên vị ương tiếp tục đọc nói, kiếp vận tập mà tiền đình diệt, hồng nguyên mở mà tam giới hiện. Chu tiên kiếm vội vàng từ viễn tổ sau đầu võ đạo động nguyên bên trong bay ra, quay chung quanh tấm bia đá kia bao quanh bay múa, kích động vạn phần. Viễn tổ gãi đầu một cái, nói cái này thông thiên kiếm chủ có chút ý tứ, thế mà có thể tìm đến nơi này. Cổ quái, hắn là từ chỗ nào tiến đến, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện uyên hải, không đúng, hẳn là có khác một con đường, có thể tới đến nơi đây. Hắn một mực ở trong uyên hải, nếu như có người phi thăm uyên hải, khẳng định không thể gạt được hắn. Nguyên vị ương lại nhìn chằm chằm trên tấm bia đá hồng nguyên hai chữ, trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, hồng nguyên đến cùng là cái gì? Tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên, cũng có quan hệ với hồng nguyên ghi chép. Từ thông thiên kiếm chủ lưu lại văn tự đến xem, tam giới xuất hiện, cùng Hồng Nguyên mở có quan hệ. chương 1248, Hồng Nguyên chi khí. Hỗn Nguyên động nguyên tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên, đến nay chưa có người có thể luyện thành, cũng là bởi vì bên trong có thật nhiều quá huyền ảo từ ngữ khó mà giải thích. Hồng Nguyên chính là một trong số đó. Thông thiên kiếm chủ lưu lại trên bi văn nói, Hồng Nguyên mở mà tam giới hiện. Câu nói này có quá nhiều nan giải địa phương. Liền có thể để giải thích thành Hồng Nguyên mở ra, ẩn tàng ở trong hồng nguyên tam giới xuất hiện cũng có thể giải thích thành hồng nguyên mở hình thành tam giới còn có thể giải thích thành hồng nguyên rời đi trốn ở phía sau tam giới liền hiển hiện ra mà lại cái gì gọi là hồng nguyên trên tấm bia đá chưa nói rõ ràng tại thời đại cổ lão thông thiên kiếm chủ nhất định thông qua những nơi bí ẩn khác tìm được nơi đây ở chỗ này tìm được liên quan tới hồng nguyên cùng tam giới khởi nguyên ảo diệu nguyên vị ương suy đoán nói hắn trên bi văn còn nâng lên kiếp phật tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên cũng nâng lên kiếp vận, xem ra nơi đây năm đó trải qua kiếp vận cùng tịch kiếp kinh kiếp vận, hẳn là chỉ đều là cùng một loại kiếp vận. Kiếp vận tập mà tiền đình diệt, hồng nguyên mở mà tam giới hiện. Trong đó tiền đình, hẳn là chỉ tại long đình thời đại trước đó thời đại, thông thiên kiếm chủ xưng là tiền đình thời đại. Vị này thông thiên kiếm chủ thật sự là thần bí, hắn tại sử thượng lưu lại ghi chép thực sự quá ít, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được hắn dấu vết lưu lại. Nguyên vị ương nói. Chu tiên kiếm ninh linh linh rung động, xông vào trong mảnh di tích này. Chuông lớn e sợ cho nó có việc, vội vàng đuổi theo, viễn tổ đi theo phía sau bọn họ. Chỗ di tích này là một tòa cổ lão không gì sánh được cung khuyết, cung điện trùng điệp, chỉ còn lại có gạch tàn ngói gãy, nhưng cổ quái là, trên mặt đất còn để lại từng cây thô to thạch kiếm. Những thạch kiếm này cắm sâu vào trong lòng đất, đi chưa được mấy bước liền có một cây thạch kiếm, bố thành trận thế. Đi tại những thạch kiếm này ở giữa, thậm chí có thể cảm giác được kinh tâm động phách sát ý thông thiên kiếm chủ dùng những thạch kiếm này bày trật, trận trấn áp trong mảnh di tích này đồ vật thế nhưng là trong di tích này có thể có cái gì viễn tổ dò xét bốn phía nói vùng thiên địa này đã bị hỗn độn hải xâm lấn thanh tẩy đến bất luận sinh mệnh nào đều khó mà tồn tại thông thiên kiếm chủ tại trấn áp cái gì hắn đột nhiên cao giọng nói minh đạo tiểu nhi để tất cả long tộc nhanh chóng rời khỏi di tích nơi xa minh đạo đế đã tiến vào một chỗ di tích nghe vậy không khỏi giận tím mặt hứa ứng ta kính ngươi là đạo tổ người vậy mà ỷ vào thân phận mình gọi ta tiểu nhi thiệt thòi ta còn định đem nữ nhi gả cho ngươi hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây đột nhiên nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm minh đạo đế trong lòng giật mình vội vàng đằng không mà lên sau một khắc liền rơi vào chỗ di tích kia bên trong đông đảo long tộc cường giả nhao nhao đuổi theo theo sát phía sau minh đạo đế thân hình rơi xuống lại nao nao chỉ gặp khu di tích này phảng phất là xây ở trên mặt kính đình đài lầu các, đi ở phía trên tỏa ra cái bóng của mình. Bọn hắn hành tàu tại trên mặt kính, trải qua những cái kia trên kính lầu các, lầu các rực rỡ hẳn lên, không có chút nào mặt khác di tích loại kia suy bại cảnh tượng. Đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên Minh đạo đế phát giác được có chút không đúng, vội vàng đếm một chút, bọn hắn 13 người, nhưng khi hắn nhìn về phía dưới chân mặt kính, lại phát hiện mặt kính dưới cái bóng, lại có 14 người. Tất cả mọi người dừng lại, Minh đạo đế trầm giọng nói các ngươi đếm một chút phía dưới, đến cùng có bao nhiêu cái cái bóng. Một đám long tộc nhao nhao dừng bước lại, đếm cái bóng của bọn hắn, rối rít nói, 14. Minh đạo đế hít sâu một hơi, nói, nhưng chúng ta 13 người. Không đúng bệ hạ, một cái long tộc cường giả cười nói, chúng ta rõ ràng 14 người. Lại có một cái long tộc cường giả nói, bệ hạ, chúng ta thực sự 14 người. Minh đạo đế ngơ ngẩn, vội vàng số đi, quả nhiên là 14 người đây là có chuyện gì? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ gặp mặt kính bên dưới tổng cộng có 13 cái cái bóng. Minh đạo đế tê cả ra đầu, nhìn về phía bốn phía, có thể nhìn thấy mặt khác di tích, lại không nhìn thấy hứa ứng, nguyên vị ương bọn người, cũng không nhìn thấy vị cự nhân này hài cốt. Chúng ta tại trong mặt kính, hắn lập tức tỉnh ngộ, lúc này phồng lên tu vi, thét dài một tiếng hướng dưới chân gương sáng đánh tới, chỉ nghe soạt một tiếng, mặt kính ứng thanh phá toái nhưng tùy theo mà phá toái, còn có trong kính long tộc cường giả cái bóng. Mặt kính sau khi vỡ vụn, Minh Đạo Đế chỉ gặp bọn họ lại trở lại mặt kính bên ngoài, lúc này mới thư một hơi, cười lạnh nói chỉ là trò siếc, liền muốn làm sao. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy bên cạnh mình cái kia 12 vị long tộc cường giả trên khuôn mặt xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết máu, phảng phất trên mặt kính vết rách. Xoạt, cái này 12 vị long tộc cường giả đột nhiên như bị hắn đánh nát mặt kính đồng dạng phá toái, từng cái huyết nhục bay tán loạn, nát một chỗ. Minh đạo đế chỉ cảm thấy chính mình nhục thân nguyên thần đại đạo hết thảy muốn vỡ vụn, không khỏi dùng mình, vội vàng quát lên một tiếng lớn, điều động hết thảy pháp lực, chấn áp tự thân dị động. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, cuối cùng đem cố kia quỷ dị lực lượng vô danh chấn áp lại, nhưng lại chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi tại trong kính đánh ra một quyền kia, phảng phất đánh vào trên người mình. Lúc này, dưới chân của hắn nguyên bản phá toái gương sáng lại lần nữa xuất hiện, mặt kính dưới có một cái minh đạo đế, chính sâu kín nhìn xem hắn. Minh đạo đế cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy phía sau mình thêm ra một thân ảnh. Hắn không dám quay đầu nhìn, phi tốc sông về phía trước, trốn đồng dạng thoát ra khu di tích này. Hắn sông ra nơi đây, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, phi thân lên, từ chỗ cao hướng mặt kính kia di tích nhìn lại, chỉ gặp đó là một mặt quy mô kinh người gương sáng, cùng mặt đất cân bằng. Đây là một kiện pháp bảo, minh đạo đế lập tức tỉnh ngộ, lập tức trong lòng thình thịch đập loạn, có thể làm cho hắn cũng trúng chiêu pháp bảo, tuyệt đối không thể coi thường, chỉ sợ là tiền sử bất hủ cảnh thậm chí đạo cảnh thập trọng tồn tại pháp bảo. Bảo vật này kinh lịch kiếp vận, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, còn có được uy lực như thế, thấp nhất cũng là bị ngạn bất hủ chân vương cấp độ kia tồn tại sử dụng đồ vật. Nếu là có thể biến thành của mình, đủ để thật to cổ vũ thực lực của ta. Hắn nghĩ tới nơi này, lập tức nguyên thần nhảy ra, nhô ra đại thủ liền hướng gương sáng kia chộp tới nhưng mà một chảo này lại bắt hụt hắn rõ ràng đã bắt lấy tấm gương sáng kia nhưng từ trên mặt kính xuyên qua không có bắt được bất kỳ vật gì minh đạo đế trong lòng cảm giác nặng nề nhìn về phía bốn phía bốn phía khắp nơi đều là di tích tiền sử nhưng trừ hắn ra không có người khác ta còn tại trong kính minh đạo đế khóe mắt run lên muốn rời khỏi tấm gương sáng này chỉ có đánh vỡ mặt kính nhưng đánh vỡ mặt kính liền tương đương với một kích toàn lực đánh vào trên người mình vừa rồi hắn đã ăn cái này thua thiệt hiện tại chẳng lẽ còn nếu lại ăn một lần thua thiệt. Hắn nghĩ tới nơi này, cắn răng, dáng lâm đến trên mặt kính, lại lần nữa phồng lên pháp lực, một quyền đánh xuống. Xoạt, mặt kính phá toái, minh đạo đế như gặp phải trọng kích, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Vội vàng thôi động huyền công khống chế lại nhục thân nguyên thần cùng đạo cảnh, lúc này mới miễn phải bị đánh nổ. chương 1249, hắn thừa dịp gương sáng phá toái, lập tức đằng không mà lên, xa xa bỏ chạy. Đãi hắn chạy ra gương sáng phạm vi bao phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, trong lòng lại là trầm xuống. Hắn vẫn như cố tìm không thấy hứa ứng nguyên vị ương cùng minh mạn bọn người. Món pháp bảo này đặt ở bỉ ngạn chân vương bên trong, cũng tuyệt đối là thượng phẩm, uy lực tuyệt đối viễn siêu hứa ứng trong tay chiếc kia chu tiên tàn kiếm, càng vượt qua ta long đỉnh đế đô. Minh đạo đế thầm than một hơi, hắn bị vây ở trong kính này, đã không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi lấy hứa ứng đợi người tới cứu. May mắn nữ nhi của ta liền ở bên người hứa đạo tổ, nàng nhất định sẽ rất nhanh phát hiện ta mất tích, để hứa đạo tổ đến đây cứu. Minh đạo đế thầm nghĩ, viễn tổ còn chưa phát hiện Minh đạo đế đã biến mất, mọi người tại trong chỗ di tích kia tìm kiếm một tuần, chỉ gặp thạch kiếm thành rừng, không có phát hiện cái gì hồng nguyên. Đột nhiên, viễn tổ đi đến một thanh thạch kiếm trước, cười nói, muốn biết hồng nguyên là chuyện gì xảy ra, chỉ có rút ra thông thiên kiếm chủ lưu lại thạch kiếm, đem hắn chân áp đồ vật phóng xuất ra. Nguyên vị ương, minh mạn giật nảy mình nhưng mà viễn tổ đã nắm chặt thạch kiếm chui kiếm liền muốn rút ra để các nàng không kịp ngăn cản nhưng vào lúc này hứa ứng ý thức trở về đem hắn từ trong thân thể của mình chen đến trong thức hải viễn tổ rút cái không vội vàng kêu lên ứng ra đem thân thể giao cho ta ta còn chưa từng đem bạt kiếm đi ra hứa ứng buông tay ra cười nói long ra thông thiên kiếm chủ thật vất vả mới đưa nơi này phong ấn há lại cho ngươi làm loạn hắn vừa mới trầm mê ở đối với võ đạo không có phù văn trong chuyện này, đến mức bị viễn tổ chiếm lấy nhục thân, nhưng cũng may viễn tổ còn chưa tới kịp làm loạn, liền bị hắn đuổi ra ngoài, cuối cùng không có ủ thành sai lầm lớn. Nguyên vị ương gặp tình hình này, mới biết vừa mới tại hứa ứng thể nội chính là viễn tổ, không phải đạo cảnh thập trọng cường giả đoạt xã. Hứa ứng dò xét bốn phía, lại thối lui đến di tích trước cẩn thận xem kỹ tấm bia đá kia, nguyên vị ương đi vào bên cạnh hắn, dò hỏi vừa mới là chuyện gì xảy ra hứa ứng cười nói vừa mới ta ngộ ra võ đạo không có phủ văn đạo lý trong lúc bất chợt có một loại đại triệt đại ngộ siêu nhiên đạo ngoại cảm giác tự cho là nhìn trộm đến đại đạo chủ cảnh giới này một góc nguyên vị ương nháy mắt mấy cái sau đó thì sao ngươi thật nhìn trộm đến rồi hứa ứng nghĩ nghĩ nói ta cho là ta nhìn trộm đến hắn dù sao chưa có tiếp xúc qua đại đạo chủ cảnh giới này hết thảy đều là căn cứ vào chính mình đối với đại đạo chủ phỏng đoán bất quá võ đạo con đường tu hành cũng đã bị hắn nghĩ thông suốt mà tân đạo con đường tu hành, cũng bị hắn tìm được phương hướng, xác định tân đạo bất hủ cảnh. Hứa ứng một bên quan sát trên tấm bia đá trong đạo văn tích chứa kiếm ý, vừa nói tân đạo tu luyện tới trí tôn cảnh giới này, lại hướng trước tu hành, chính là hướng thân giữ đạo đồng, đại đạo đẳng thân con đường này tiến lên, tu luyện tới trí tôn cảnh viên mãn, liền cần luyện động nguyên nhập thể. Minh mạn hết nhìn đông tới nhìn tây, thầm nghĩ cha ta đâu. Bất quá hứa ứng giảng giải trí tôn cảnh cùng bất hủ cảnh, lập tức đưa nàng lực chú ý hấp dẫn tới, đem minh đạo đế ném sau ót. Nguyên vị ương dò hỏi, luyện động nguyên nhập thể, lời ấy sao giảng, chuông lớn cùng chu tiên kiếm cũng vội vàng tiến đến trước mặt lắng nghe. Hứa ứng nói, Long đình thời đại tu luyện đạo cảnh, lòng ra vô sự tự thông, đem đại đạo chi cảnh chia làm cửu trọng, tu sĩ chỗ ở trong đạo cảnh, đạo cảnh tu luyện tới đệ bát trọng, cũng đã là do thuần túy đại đạo tạo thành. Đến đệ cửu trọng, nhục thân nguyên thần đạo cảnh, hết thảy hóa thành đại đạo đây cũng là bất hủ, yêu đình thời đại cựu đạo, tu luyện là đạo tràng, đạo tràng chính là đạo cảnh biến chủng. Nhưng tiếc rằng khi đó người tu luyện đạo thụ đạo hoa đạo quả, đến mức con đường đi lệch, không phát hiện được bất hủ cảnh. Nguyên vị ương nhẹ nhàng gật đầu nàng đối với cựu đạo cũng có hiểu biết, biết tu luyện tới đại la diệu cảnh đằng sau liền lại không con đường phía trước. Hứa ứng tiếp tục nói, trí tôn cảnh tu luyện tới tuyệt đỉnh về sau, động nguyên hóa thành đại đạo động nguyên, luyện vào thể nội, liền có thể từ trong đến ngoài đem nhục thân của mình, nguyên thần hóa thành đại đạo, tu thành đạo thể. Dạng này, tốc độ tu luyện muốn nhanh hơn đạo cảnh, tự nhiên mà vậy liền có thể tu luyện tới bất hủ cảnh. Loại này bất hủ cảnh, thân giữ đạo đồng, đại đạo đẳng thân, nội tàng động nguyên, liền thành một khối, sẽ chỉ so bỉ ngạn cùng long ra loại kia bất hủ cảnh mạnh hơn, đủ để đền bù đại đạo cơ cấu bên trên không đủ. Trong thức hải viễn tổ cũng nghe được nhập thần, hứa ứng đối với đạo cảnh lời bình mặc dù để hắn cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận hứa ứng tân đạo hoàn toàn chính xác muốn so đạo cảnh hệ thống càng hơn một bậc. Nguyên vị ương cảm khái nói, không hổ là hứa đạo tổ, thiếp thân tâm phục khẩu phục. Nàng một câu thiếp thân, đem hứa ứng nhách tâm hoa nộ phóng. Hứa ứng sở dĩ có thể tìm hiểu bước phát triển mới đạo bất hủ cảnh phương pháp tu luyện, chủ yếu vẫn là hắn từ cố kia đại đạo chủ hài cốt trên thân phát giác được đại đạo không cấu ảo diệu. Từ đại đạo không cấu đến đẩy ngược đạo cảnh cửu trọng, chính là ở trên cao nhìn xuống, rõ mồn một trước mắt lúc này mặt khác long tộc cường giả nhao nhao phát hiện minh đạo đế không thấy tâm hơi nhao nhao tiến về gương sáng tìm kiếm trong gương sáng minh đạo đế bên người thêm ra cái này đến cái khác long tộc cường giả phân phó bọn hắn không nên khinh cử vọng động nói minh mạn ta nữ vậy thông minh lanh lợi nhất định sẽ rất nhanh phát hiện chậm biến mất tất nhiên sẽ xin mời hứa đạo tổ tương trợ mọi người an tâm chớ vội ngã vào trong gương sáng long tộc cường giả số lượng càng ngày càng nhiều rất nhanh liền hết thảy đình trệ trong kính Minh đạo đế tiếp tục chờ đợi, thầm nghĩ, mạn nhi nên phát hiện. Minh mạn công chúa ngừng hứa ứng một lời nói, hưởng thụ không ít, tinh tế lĩnh ngộ, sớm đã đem lão phụ ném đến cách xa vạn dặm có hơn. Hứa ứng phỏng đoán trên tấm bia đá thông thiên kiếm chủ kiếm ý, qua thật lâu, lúc này mới đứng dậy đi vào tiền đình trong di tích, sừng sững tại trong kiếm trận. Hắn thôi động kiếm ý, lập tức từng thanh to lớn thạch kiếm vang dội keng keng, nhao nhao từ lòng đất chậm rãi rút lên, nhưng là kiếm trận vẫn như cũ vẫn còn, tiếp tục duy trì kiếm trận không tiêu tan. Hắn cùng viễn tổ biện pháp giải quyết khác biệt, viễn tổ rút kiếm, chính là phá phôi kiếm trận, để kiếm trận đã mất đi chấn áp chi lực. Mà hứa ứng đồng thời rút lên tất cả thạch kiếm, duy trì kiếm trận vận chuyển, kiếm trận chấn áp chi lực vẫn còn ở đó. Ngay tại tất cả thạch kiếm mũi kiếm từ lòng đất rút ra một khắc này, trong lúc bất chợt đất sung núi chuyển, toàn bộ tiền đình di tích chấn động kịch liệt, từng luồng từng luồng địa khí từ dưới mặt đất phun ra ngoài, Từng khối bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những bia đá kia xuất hiện, lập tức nghiền ép Tiền Đình di tích Hỗn Độn Hải tại lui về phía sau, càng nhiều di tích trần trụi đi ra. Một cỗ bao phủ ở trong Hỗn Độn Hải khí tức cường đại đập vào mặt. Hứa Ứng một bên duy trì kiếm trận, một bên nhìn lại, chỉ gặp nương theo lấy càng nhiều bia đá phá đất mà lên, những bia đá kia đúng là hắn lúc trước ở ngoài Uyên Hải thấy bia đá, phía trên hoa văn cơ hồ giống nhau như đúc. Mà ở trong Hỗn Độn Hải, mấy khối bia đá to lớn xuất hiện làm thành một cái phương viên trăm giảm tả hữu vòng tròn lớn. Vòng tròn lớn trung tâm, chính là khí thức cường đại kia nơi phát ra, thâm thúy mà không lường được, hốt hoảng, như vạn đạo. Hứa ứng bọn người nhìn lại, chỉ gặp đoàn quang mang kia giống như là một loại thần bí khí, cực đại một đoàn, trong đó lại có vô số tinh thần bồng bình dị tược, trong mơ hồ có thể thấy được trong quần tinh có tam giới. Đó là một đoàn hồng nguyên chi khí, là tam giới mở sau lưu lại, bị người thả ở trong hỗn độn hải ôn dưỡng chương 1250, Chu Tiên kiếm trận. Không có ý tứ là lớn, nguyên là đầu nguồn, hồng nguyên hẳn là vũ trụ đại đầu nguồn. Hứa ứng nhìn về phía đoàn kia hồng nguyên chi khí, vật này giấu vào ở trong hỗn độn hải, hấp thu trong hỗn độn lực lượng, không ngừng bản thân lớn mạnh. Từ những thạch kiếm này bài bố đến xem, thông thiên kiếm chủ hẳn là chấn áp hồng nguyên lực lượng, để hồng nguyên mượn nhờ hỗn độn hải lực lượng không ngừng trưởng thành. Nghĩ đến năm đó thông thiên kiếm chủ lại tới đây lúc, hồng nguyên chi khí hẳn không có bây giờ lớn như vậy bia đá ngăn cản hỗn độn hải, kiếm trận chấn áp bia đá, Hồng Nguyên luyện hóa hỗn độn hải lực lượng bản thân trưởng thành, đây hết thảy thật đúng là xảo diệu. Hứa ứng vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên lòng đất chấn động kịch liệt, lúc trước trong những di tích kia dị trùng đạo lực cũng đột nhiên trở nên nặng nề mấy phần, rất nhiều trong di tích giống như có đồ vật gì đang thức tỉnh. Những vật này nguyên bản bị thạch kiếm kiếm trận chấn áp, giờ phút này hết thảy hiển lộ ra. Những này cổ lão không gì sánh được di tích tự thành một giới, trong đó bao hàm tiền đình thời đại thiên địa đại đạo, chỉ là không biết sao, cực kỳ không trọn vẹn, vặn vẹo, tràn đầy mục nát mục nát khí thức, cho người cảm giác cực kỳ không tốt. Thạch kiếm kiếm trận bị nguồn lực lượng này chấn động đến không ngừng run run, hứa ứng thấy thế, lập tức thôi động kiếm trận, nhưng hắn dù sao không phải thông thiên kiếm chủ, cứ việc hiểu rõ kiếm trận nguyên lý, nhưng ở trên kiếm đạo còn có tranh lệch không nhỏ. Đột nhiên, cách đó không xa trong một tòa di tích hắc khí từ lòng đất toát ra, khói đặc cuồn cuộn, trong hắc khí mơ hồ có thể nhìn thấy một cái sinh vật loại người, ánh mắt như điện, hướng bên này quét tới. Hắn thân thể không trọn vẹn, quanh thân phiêu đáng hắc khí chính là đạo hôi, đại đạo cho tàn, tràn ngập tử vong cùng khí tức suy bại. Nhưng không biết sao, vẫn như cũ chưa chết, viễn tổ thông qua hứa ứng con mắt, thấy cảnh này, thất thanh nói, một vị bất hủ. Vị kia bất hủ là tiền đình thời đại cường giả, không biết sống hay chết, cho người cảm giác không giống vật sống, giống như là vô biên oán niệm tụ hợp thể, nhưng hắn quá cường đại, mang cho hứa ứng cực lớn cảm giác áp bách. Nơi xa lại một tòa di tích nổ tung, mãnh liệt dòng lũ thời gian lao nhanh không thôi, vây quanh di tích xoay tròn, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc bè trúc phiêu đáng ở thời gian đó thượng du. Trên bè trúc có sinh vật loại người, chống đỡ xào, đang thuận thời gian mà đi, hướng thời đại này lái tới trên bè trúc sinh vật loại người kia khí tức thậm chí so trong hắc khí bất hủ tồn tại còn cường đại hơn giống như là có thể khống chế thời gian nhưng mà vần quanh hắn thời quang trường hà không biết sao lại tạo thành một cái vòng tròn lớn mỗi khi bè trúc trùng kích đến thời gian cuối cùng lúc sắp xông ra thời gian nhưng dù sao bị một đạo hỗn độn sóng lớn đập nện, sau một khắc liền lại trở lại thời quang trường hà điểm xuất phát trên bè trúc sinh vật loại người một lần lại một lần trùng kích nhưng dù sao bị hỗn độn sóng lớn ngăn trở Đột nhiên bè trúc trở sinh vật loại người kia đột nhiên nhảy lên, xông vào hỗn độn sóng lớn bên trong, ý đồ xuyên qua hỗn độn, vào tới bên này. Thân thể của hắn ở trong hỗn độn không ngừng phân giải, bốc hơi, rất nhanh trở nên bạch cốt gầy chưa xương, biến thành một bộ trống xào khô lâu, vẫn đang nỗ lực hướng hiện thế tranh độ. Hắn sắp xông ra hỗn độn chi khí hình thành sóng lớn, một cái bạch cốt đại thủ đã nhô ra hỗn độn chi khí, đúng lúc này, sóng lớn vòng quanh bè trúc, đem nó bao phủ. Hứa ứng ngừng mắt nhìn lại, chỉ gặp bè trúc kia cùng sinh vật loại người đã được đưa đến thời gian điểm xuất phát. Sinh vật loại người kia lại kiên nhẫn, vẫn như cũ trống xào tiến lên, chuẩn bị ở đây tranh độ. Các nơi khác di tích, cũng nhiều có gì đó quái lạ sự tình phát sinh, bên trong một cái trong di tích có sinh vật loại người không ngừng lặp lại tử vong mục nát phục sinh quá trình. Một chỗ khác trong di tích lại có một tòa tiên điện, yên tĩnh sâu thẳm, trong điện có nữ tử, cực đẹp, không gì sánh được, nhưng không giống người sống. Mà tại trong tấm gương sáng kia, minh đạo đế cùng một đám long tộc cường giả đứng tại trong kính phía sau bọn họ khí thức vô cùng kinh khủng bộc phát có tiền đình thời đại sinh vật không rõ từ trong kính thức tỉnh phía sau bọn họ truyền đến ừng ực ừng ực thanh âm đó là huyết tương bốc lên bọt khí phát ra thanh âm sinh vật không rõ phảng phất là do huyết tương tạo thành đồng thời để bọn hắn cảm thấy được một loại khí thức quen thuộc đó là chết ở trong gương sáng long tộc máu mọi người không nên kinh hoàng minh đạo đế lớn tiếng nói chấm sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi gương sáng kia mặt kính tại giang rác giang rác rung động mặt kính vậy mà thạch kiếm kiếm trận uy lực hạ xuất hiện từng đạo vết rách kiếm ý kiếm khí thậm chí xâm nhập trong kính bọn hắn phía sau sinh vật không rõ thế mà không có phản ứng bọn hắn mà là cùng phá hư gương sáng kiếm trận chống lại minh đạo đế trong lòng giật mình bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra hứa ứng chỉ cảm thấy thạch kiếm kiếm trận càng ngày càng khó lấy chấn trụ tiền đình thời đại các loại dị thường những tiền đình di tích kia bên trong từng đôi mắt tập trung ở trên người hắn, đối với hắn cực kỳ cừu thị. Nghĩ đến, năm đó thông thiên đạo nhân đến chỗ này, cùng những này trong di tích tồn tại phát sinh xung đột, cuối cùng dùng thạch kiếm bố trí xuống kiếm trận, đem bọn hắn toàn bộ chân áp. Thạch kiếm chấn động càng kịch liệt, kiếm trận sắp tan rã. Ta không phải thông thiên kiếm chủ, cứ việc từ hắn trong bi văn tìm hiểu ra như vậy một chút kiếm đạo, nhưng kém xa hắn tạo nghệ. Chờ một chút, hứa ứng vội vàng quát, kiếm ra, giúp ta bày trận. Chu Tiên kiếm bay tới, gia nhập vào trong kiếm trận. Hứa Ứng không phải Thông Thiên kiếm chủ, nhưng Chu Tiên kiếm lại là Thông Thiên kiếm chủ bội kiếm. Có sự gia nhập của nó, phảng phất bổ sung kiếm trận thiếu thốn một vòng, kiếm trận uy lực đột nhiên tăng vọt, từng thanh to lớn thạch kiếm trở nên càng thêm to lớn, đỉnh thiên lập địa, thẳng vào thanh minh. Tuyệt thế sát khí lập tức nhét đầy thiên địa, đem toàn bộ di tích bao phủ, Chu Tiên kiếm đứng hàng trung tâm kiếm trận, kiếm ý lôi kéo khắp nơi, Đại Dương Minh mông tùy tiện trong khoảnh khắc từng tòa tiền đình di tích tại kinh khủng kiếm uy bên dưới phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng đại địa toái nứt đá vụn nổi lên bầu trời lập tức tại kiếm khí chấn động bên dưới hóa thành bột mịn trên mặt đất từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách răng rắc răng rắc bị hỗn độn hải chân áp mà không thể phá toái tiền đình đại địa lại muốn bị kiếm trận này xé rách thậm chí ngay cả cái kia khắp nơi tiền đình di tích các loại dị tượng đáng sợ cũng tại kiếm trận phía dưới ở vào phá diệt trạng thái từng tôn thân ảnh vĩ ngạn sừng sững tại trong di tích gầm thét, cùng kiếm trận chống lại, nhưng này kiếm trận sát phạt chi đạo thực sự khủng bố đến cực điểm, đem vô luận tiền đình hay là hiện tại đại đạo thống thống chặt đứt, toàn bộ tiền đình thời đại tất cả di tích lại có tại kiếm trận uy lực bên dưới muốn phá diệt thành hỗn độn chi thế. Trong tiền đình di tích kia từng luồng từng luồng cường đại đến cực điểm khí tức khôi phục, cùng kiếm trận đối kháng, song phương rằng co không xong. Hứa ứng khống chế kiếm trận này, trong lòng càng kinh hãi, chỉ cảm thấy kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh, kiếm trận tại bản thân diễn hóa, dần dần có mất khống xu thế. Thông thiên kiếm chủ kiếm trận, quá bá đạo, đây là diệt thế cấp kiếm trận, muốn hủy diệt hết thảy, dẹp yên thiên địa, cây bình tinh thần, diệt việt tất cả sinh cơ, vỡ nát hết thảy đại đạo. Kiếm trận này mất khống chế, chỉ sợ muốn đem phụ cận tất cả tiền đình di tích đều xoắn nát, hóa thành hỗn độn, thậm chí ngay cả hắn người cầm kiếm này, chỉ sợ cũng muốn hôi phi yên diệt. Hắn trầm giọng nói, chư vị đạo huynh, ta lần này đến cũng không ác ý, chỉ là muốn lĩnh hội hồng nguyên, mong rằng chư vị đạo huynh tạo thuận lợi, đừng cho tại hạ khó xử. Hắn lời ấy là dùng đạo ngữ nói ra, tận lực dùng đại đạo để diễn tả ngữ cảnh, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng đủ để giao lưu. Lúc này, trong một tòa di tích, ngay tại kịch liệt phản kháng nữ tử hư ảnh đột nhiên phi tiên giống như hướng về sau bỏ chạy, hẳn là nghe theo hắn khuyên can. chương 1251, tiếp theo, cái kia từ thời quang trường hà mà đến bè trúc cũng từ dừng lại, mặt khác san sát di tích cũng nhao nhao thu liếm. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm hứa ứng, hứa ứng đem hết khả năng, ngăn chặn kiếm trận vận chuyển, kiếm trận kia phảng phất tốc độ cao nhất chạy vội xe kéo, trong lúc nhất thời quán tính cho phép, khó mà đình chỉ. Rất nhiều trong di tích khí thế hung ác lại lần nữa bộc phát, mắt thấy lại phải xung đột, cũng may cái kia từng tòa to lớn thạch kiếm chậm rãi ngừng vận chuyển, dần dần thu nhỏ. Chu tiên tàn kiếm cũng từ thu nhỏ, vẫn như cũ treo ở kiếm trận ở giữa. Hứa ứng thần thái tự nhiên, cất bước đi ra khu di tích này, hướng về đoàn kia Hồng Nguyên đi đến, đỉnh đầu bốn phía, thạch kiếm thành rừng, vẫn như cũ lơ lửng giữa không chung, duy trì sát trận không phá. Hắn chấn định dị thường, khiến cho Nguyên vị ương cùng minh mạn công chúa cực kỳ khâm phục. Nhưng mà hứa ứng bắp chân nhỏ lại tại rút gân, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, bắp chân nhỏ đình chỉ run rẩy lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Hắn khí độ nổi bật, hành tàu tại rất nhiều cổ lão không gì sánh được trong di tích, vẫn như cũ ung dung không vội những di tích chi chủ kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chậm rãi để đi. a à, cha ta đâu? Minh mạn công chúa đột nhiên kinh ngạc nói, cha ta cùng những cao thủ kia không thấy. Hứa ứng lúc này cũng chú ý tới minh đạo đế cùng những cái kia đồng hành long tộc cao thủ không cánh mà bay, trong lòng nghi hoặc minh đạo đế bọn hắn đi nơi nào. Hắn đi thẳng về phía trước, lúc này đi vào một chỗ gương sáng giống như trong di tích, gương sáng dưới minh đạo đế bọn người ở tại nhìn xem bọn hắn, cao giọng nói tuyệt đối không nên đạp vào mặt kính những long tộc cường giả kia cũng nhao nhao hướng bọn hắn khoát tay, cao giọng hô quát, ra hiệu bọn hắn không nên tiến vào khu di tích này. Chỉ là bọn hắn thanh âm không có nửa điểm truyền vào hứa ứng đám người trong tai. Hứa ứng đi thẳng về phía trước, chậm rãi thôi động kiếm trận, thạch kiếm uy năng dần dần nở rộ. Hắn đi vào di tích, ánh mắt rơi vào minh đạo đế bọn người sau lưng đoàn kia to lớn huyết dịch bên trên, huyết dịch bồng bềnh, không ngừng biến hóa, rất bất quy tắc. Giang giác, một đạo kiếm khí rủ xuống, vậy mà đem mặt kính đánh xuyên. Hứa ứng không nhanh không chậm nói, đạo huynh, tạo thuận lợi. Trong huyết tương kia tựa hồ có một đôi ánh mắt sâu kín theo dõi hắn, tựa hồ nghe đã hiểu đạo ngữ của hắn. Đột nhiên, minh đạo đế bọn người xuất hiện tại trên mặt kính. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, minh đạo đế vội vàng bốn phía nhìn lại, rốt cuộc thấy được hai cốt cự nhân cùng rơi xuống độ thế kim thuyền, lúc này mới thở phào một ngụm. Đa tả, hứa ứng cất bước hướng về phía trước, không nhanh không chậm đi ra mảnh phế tích này. Đám người đuổi theo hắn, Minh Đạo Đế gặp hứa ứng thong dong như vậy, trong lòng không khỏi thầm khen, không hổ là hứa đạo tổ, bực này tâm cảnh, không phải ta có khả năng địch vậy. Hứa ứng đi ra khu di tích này, dừng bước lại, đám người cũng liền bận bịu dừng lại không hiểu nhìn xem hắn. Hứa ứng ngừng một lát, bắp chân nhỏ không còn run rẩy, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Bốn phía, từng đôi ánh mắt kỳ dị còn tại theo dõi hắn, hứa ứng bình tĩnh tự nhiên, duy trì kiếm trận bất loạn, mang theo mọi người đi tới đoàn kia hồng nguyên bên cạnh. Hồng Nguyên bồng bềnh tại từng tòa bia đá ở giữa, quy mô kinh người, hiện ra bất quy tắc hình cầu, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra cổ cổ quái quái hoa văn. Đứng tại Hồng Nguyên bên cạnh, hướng nội bộ nhìn lại, có thể nhìn thấy tam giới cấu tạo, nhưng hướng cẩn thận nhìn lại, nhìn thấy lại là thiên địa đại đạo tạo thành tam giới hình dáng, cũng không phải là Hồng Nguyên bên trong thật sự có một tòa tam giới. Hồng Nguyên đến cùng là thế nào hình thành, trong lòng của hắn không hiểu chút nào, tam giới Hồng Nguyên, làm sao lại rơi vào nơi này? đoàn này hồng nguyên bên trong thiên địa đại đạo biến hóa chi diệu khiến cho người nhìn một cái liền không khỏi đắm chìm trong đó hứa ứng một bên quan sát các loại đại đạo chi diệu một bên gắn bó kiếm trận vận chuyển nguyên vị ương truyền âm nói a à ứng những này tiền đình di tích bên trong tồn tại vẫn như cũ đối với chúng ta không yên lòng bọn hắn là thông thiên kiếm chủ kiếm trận chỗ chân áp khẳng định lo lắng ngươi sẽ lại lần nữa đem kiếm trận cắm vào dưới mặt đất đem bọn hắn lại lần nữa chân áp bọn hắn quả quyết sẽ không để chúng ta rời đi hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, thông thiên kiếm chủ một người ở chỗ này, không cách nào lấy đi tam giới hồng nguyên, chỉ có thể lựa chọn đem hồng nguyên tính cả những này tiền đình thời đại di tích cùng một chỗ chân áp. Vì miễn cho những này tiền đình di tích bên trong bất hủ giả đi ra, làm hại tam giới, hứa ứng tại lúc gần đi, khẳng định cũng sẽ đem những di tích này chân áp. Đối phương ý thức được điểm này, liền chắc chắn sẽ xuất thủ, cần phải đem hắn giết chết ở đây. Hứa ứng trong mắt chuyển động một chút, đột nhiên lấy đạo ngữ mở miệng, nói, xin hỏi chư vị đạo huynh, cái gì gọi là Hồng Nguyên? Lúc này, thanh âm của một nữ tử từ một tòa di tích trong tiên điện truyền đến, Hồng Nguyên, vũ trụ chi trồi mầm, màng thai, là trong hỗn độn hải vũ trụ sơ cấp hình thái. Nàng đạo ngữ vận dụng, so hứa ứng cao thâm hơn, hiển nhiên đạo hạnh còn cao hơn hứa ứng ra rất nhiều. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, tam giới là do Hồng Nguyên mở mà thành. Nữ tử kia đứng tại trong tiên điện, xa xa trông lại, ở giữa tựa hồ cách vô tận tuế nguyệt, nói, đại đạo chủ phát hiện chúng ta nguyên sinh vũ trụ lâm vào kiếp vận bên trong, hồng nguyên sắp hủy diệt. Hắn tìm được một cái hồng nguyên mới, thế là đem kích phát, dự định tiến vào hồng nguyên mới bên trong, tránh né chàng kiếp vận này. Nguyên vị ương dò hỏi, như vậy các ngươi vì sao không có tránh thoát đi? Nữ tử kia nói, chúng ta phát hiện, hồng nguyên, cũng không thể tránh đi kiếp vận. Nguyên vị ương ngơ ngẩn, hồng nguyên không cách nào tịch kiếp. Thế nhưng là hốn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên bên trên, ghi chép hồng nguyên. Cái gì gọi là kiếp vận? Nguyên vị ương lại lần nữa hỏi thăm, cái gì gọi là mông hồng? Cái gì gọi là hỗn động? Không động, nữ tử kia kinh ngạc nói, tam giới vậy mà đã nghiên cứu đến một bước này sao? Ngay cả mông hồng, hỗn động, không động cũng bắt đầu tiếp xúc. Các người tam giới hồng nguyên thiếu đi đại đạo hạch tâm, theo lý tới nói không cách nào diễn tiến đến một bước này. Nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên hỗn độn hải sóng cả chợt hiện, một chiếc màu xanh biếc lâu thuyền phá vỡ mặt biển, thuyền hậu đái lấy cuồn cuộn cuộn hỗn độn chi khí, lái vào mảnh này trong di tích cổ lão. Hứa ứng bọn người, trên thuyền hai vị đến từ bỉ ngạn trinh sát, cùng tiền đình thời đại rất nhiều trong di tích bất hủ giả, không khỏi riêng phần mình ngốc trệ. Bỉ ngạn khách đến thăm, tam giới hồng nguyên, trong hỗn độn hải thúy thuyền, ba bên riêng phần mình la thất thanh, sau một khắc hai vị bỉ ngạn trinh sát riêng phần mình đằng không mà lên, thôi động táng hóa, hiện ra cổ thần thân thể, pháp lực bộc phát. Hứa ứng bên người, nguyên vị ương, Minh đạo đế đằng không mà lên, phân biệt nghinh tiếp hai vị kia đến từ bỉ ngạn trinh sát. Hứa ứng thôi động võ đạo động uyên, động uyên gào thét hướng phía dưới nuốt đi, đem tam giới hồng nguyên đại đạo hạch tâm nuốt vào trong động uyên. Cùng một thời gian, đến từ từng tòa trong di tích khủng bố đạo lực xâm nhập mà đến, trận áp ở trên người hắn, xâm nhập thạch kiếm trong kiếm trận. Cùng lúc đó, trong kiếm trận chu tiên kiếm không trọn vẹn trên thân kiếm, từng tòa quy mô không lớn động uyên nhau nhau vận chuyển, liền muốn thay mặt hứa ứng thôi động kiếm trận kiếm ra chớ hoảng, sư phụ đến đây giúp ngươi. Chuông lớn keng keng rung động, xanh mơn mờn, treo tại tàn kiếm phía trên, từng tòa quy mô kinh người động nguyên khởi động, lập tức kiếm trận bộc phát. Chương 1252, Cự Nguyên Đạo Lực. Chu Tiên Tàn Kiếm luyện giả thành chân, tại cái này thời gian 5, 6 năm có có chút thành tựu, chỉ là tu vi còn thấp, khoảng cách nắm giữ trận này còn xa xa không đủ. Nhưng chuông lớn lại là đi theo hứa ứng tu hành đại cao thủ, pháp lực đã sớm là gần như trí tôn cảnh đại cao thủ pháp lực của nó mặc dù không bằng hứa ứng hùng hồn nhưng cũng không thể coi thường chu tiên kiếm trận uy năng bộc phát liền gặp từng chuôi to lớn thạch kiếm kiếm uy cùng chu tiên kiếm kiếm uy hòa làm một thể đánh tan đồng dạng chém vào gần nhất một tòa di tích dễ như trở bàn tay giống như đem di tích kia cắt ra trong di tích tiền đình thời đại bất hủ giả không lo được trận áp hứa ứng lập tức cùng kiếm trận đối kháng hai tướng dưới sự va chạm khí tức đại chấn nhưng gặp kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng đem hắn cái kia tự thành một giới di tích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vị kia bất hủ giả quanh thân hắc thủy, cũng bị kiếm khí đâm xuyên, thân thể thêm ra từng cái tinh mịn lỗ nhỏ, khói đen bốc lên, không khỏi vừa sợ vừa giận. Mặt khác trong di tích bất hủ giả thấy thế, lập tức riêng phần mình phân ra một bộ phận pháp lực, hợp lực chân áp, đối kháng chu tiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời tiếng chuông đại tác, kiếm trận uy năng liên tiếp tăng vọt, cùng những lực lượng này đối bính. Cùng một thời gian, hứa ứng phát giác được chấn áp trên người mình lực lượng giảm xuống, lập tức xuất thủ, hùng hồn pháp lực chút xuống đến trong kiếm trận. Nhưng những cái kia trong di tích bất hủ giả cũng không phải người vụng về, biết nếu là bị hắn trưởng khống kiếm trận, liền sẽ phí công nhọc sức, không nói lời gì, tại hắn pháp lực chút xuống đến kiếm trận một sát na, từng luồng từng luồng lực lượng đem hắn chân áp. Đây là nơi đây tất cả bất hủ giả liên thủ, đem hắn khóa lại. Hứa ứng thân bất do kỳ bay lên, hô một tiếng, hướng phụ cận trong một di tích rơi xuống hắn còn chưa rơi vào trong chỗ di tích kia, liền gặp chuông lớn thôi động kiếm trận, ẩm vang cắt vào trong chỗ di tích kia, phá đối phương xào huyệt. Hứa ứng cố gắng dãy dụa, ý đồ từ pháp lực áp chế bên trong đào thoát, nhưng những bất hủ giả kia mọi người đồng tâm hiệp lực, căn bản không cho hắn cơ hội, sau một khắc hắn liền ngã vào một chỗ khác trong di tích. Hứa ứng vừa mới rơi xuống đất, liền gặp trong những di tích kia kinh khủng đạo lực nương theo lấy lóa mắt đạo quang bộc phát cùng chuông lớn nắm trong tay chu tiên kiếm trận đối kháng Hứa ứng chỉ cảm thấy quanh thân áp lực nhẹ đi, những bất hủ giả kia lực lượng thối lui, không cần nghĩ ngợi thôi động bất hủ bát pháp đệ nhất pháp, nhưng gặp lập lòe phủ quang từ hắn sau lưng từ từ mà lên, liền phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, hướng về phía trước bổ tới. Một kích này uy lực bá đạo tuyệt luân, một búa lướt qua, thời không khuấy động, liền muốn đem chỗ di tích này bổ ra. Nhưng vào lúc này, phủ quang kia kế tiếp quanh thân nương theo lấy trận trận sương mù thân ảnh giơ tay lên, canh một tiếng vang lớn, Phù quang bổ vào lòng bàn tay của hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thân ảnh kia trùng điệp một nắm, phù quang ầm vang phá toái. Hứa Ưng khóe mắt nhảy lên một chút, hít vào một hơi thật dài, ổn định hơi hỗn loạn tâm thái. Vừa mới tiền đình thời đại bất hủ giả xuất thủ quá nhanh, để hắn không khỏi có chút hoảng hốt, hiện tại đối mặt cường địch, thì triệt để tỉnh tháo lại. Những bất hủ giả kia mục đích chính là vì bắt lấy hắn, chỉ cần bắt lấy hắn, Chu Tiên kiếm trận liền không cách nào phát huy uy lực lớn nhất chỉ dựa vào chuông lớn cùng chu tiên kiếm, còn chưa đủ lấy cùng những này bất hủ giả chống lại. Mà hắn bởi vì muốn thu đi tam giới hồng nguyên, cho nên mới rớt lại phía sau một bước, đến mức bị những này bất hủ giả bắt. Nhưng là, muốn tính mạng của hắn, còn phải xem riêng phần mình bản sự. Vị kia trong xương ngù bất hủ giả thân hình gầy cao, khí độ bất phàm, nhưng là thân thể lại khắp nơi đều là lỗ thủng, giống như là tổ ong một dạng. Theo hô hấp của hắn, từ dạng tổ ong trong lỗ thủng phun ra từng luồng từng luồng khí lưu màu xám chính là loại này khí lưu tạo thành vần quanh quanh người hắn sương mù bất hủ cảnh đại đạo đẳng thân thân giữ đạo đồng mà cái kia kỳ là kiếp vận lại là muốn hỏng thiên địa đại đạo liền thiên địa đại đạo đều bị tan rã hóa thành đạo hôi huống chi bất hủ giả hắn dựa vào vì kia đạo thập cảnh giới đại đạo chủ phù hộ tránh thoát một kiếp ẩn thân ở đây kéo dài hơi tàn nhưng là kiếp vận từ đầu đến cuối đều tại để hắn vĩnh viễn không cách nào đi ra di tích đi ra ngoài, kiếp vận theo nhau mà tới, thân tử đạo tiêu. Giờ phút này hứa ứng rơi vào hắn trong di tích, có thể nói là rơi vào trong lưới. Cái gọi là di tích, kỳ thật bất hủ giả tai kiếp vận lúc bộc phát, dốc hết có khả năng bố phòng, dùng các loại thiên tài địa bảo, linh sơn thánh địa, pháp bảo, đại đạo chi địa, bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, chống cự kiếp vận xâm nhập. Đương nhiên, đây là tại đại đạo chủ phù hộ bên dưới tiến hành, nếu không bằng vào lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách cùng kiếp vận chống lại di tích tự thành một giới, còn tồn tại lấy thời đại trước thiên địa đại đạo, nhưng kiếp vận xâm nhập để di tích cũng thủng trăm ngàn lỗ, trong di tích bất hủ giả tự nhiên cũng lọt vào xâm nhập. Hắn cũng là bởi vì lọt vào kiếp vận xâm nhập, cho nên thân thể mới có nhiều như vậy lỗ thủng. Hắn rất suy yếu, nhưng đủ để đối phó bất luận cái gì không phải bất hủ người, hắn có lòng tin này. Hứa ứng sau lưng, bảy tòa động nguyên nổi lên, nguyên khí thủy khí hỗn lưu để hắn tu vi liên tiếp tăng vọt. Đối diện thân thể gầy cao bất hủ giả thấy vậy một màn, lộ ra mỉm cười chi sắc tựa hồ có chút khinh thường. Hứa ứng thật dài hấp khí, một tòa lại một tòa động nguyên cùng hắn nhục thân tương dung, xâm nhập trong cơ thể của hắn, trong động nguyên lực lượng trực tiếp lưu trú nhục thể cùng nguyên thần của hắn bên trong, hình thành bảy tòa to to nhỏ nhỏ nguyên. Cái kia bất hủ giả lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước hứa ứng động nguyên lộ ra đến, mặc dù bảy tòa động nguyên đều rất là bất phàm, nhưng bảy tòa động nguyên phương pháp vận dụng cũng rất là đơn giản. Nhưng bây giờ hứa ứng đem động nguyên đặt vào nhục thân, lấy động nguyên là nguyên, loại này phương pháp vận dụng liền cực kỳ phi phàm. Trong mắt hắn, cái này hậu thế thiếu niên một bước này, liền đặt vững bất hủ căn cơ. Tam giới, tại không có đại đạo hạch tâm tình huống dưới, thế mà còn có thể đem đạo pháp thôi diễn đến một bước này, khiến cho người sợ hãi thán phục. Cái kia bất hủ giả lấy đạo ngữ tán thán nói, hiện có thông thiên, sau có các hạ, đều là bất phàm. Hứa ứng chẳng quan tâm, xông về phía trước, điều vận trong nhục thân tất cả lực lượng, thôi động bất hủ bát pháp đệ nhị pháp chư thiên, đấm ra một quyền, nhưng gặp lực quyền những nơi đi qua tỏa ra ánh sáng lung linh, sán lạn tinh hà vần quanh một quyền này, nhật nguyệt tinh thần, lên xuống vận chuyển, giang hà hồ nước, lưu động không thôi. Hắn một quyền, tựa như đánh ra một tòa chư thiên, lấy chư thiên chi lực đánh phía cái kia tiền đình thời đại bất hủ giả. Một kích này, hắn dung hợp chính mình cái này năm sáu năm đối với thủy khí linh hội, cùng vừa mới ngộ ra lấy động nguyên là nhục thân chi nguyên pháp môn, thần thông uy lực so sáu năm trước thiên tiên giới quyết đấu ẩn nguyên tử lúc mạnh gấp ba bốn lần cái kia bất hủ giả đưa tay lập tức chỉ gặp tinh hà dập tắt nhật nguyệt đều là hủy sơn hà hồ nước ẩm vang phá toái oanh hắn đón lấy hứa ứng một quyền này phong khinh vân đạm hứa ứng không cần nghĩ ngợi để tam pháp long vũ để tứ pháp chu tiên để ngũ pháp vạn đạo để lục pháp tuế nguyệt phi tốc thi triển ra đại long bay múa kiếm khí tung hoành đại đạo rừng rậm bộc phát tuế nguyệt trường hà trùng kích hắn so 6 năm trước cường đại quá nhiều, những thần thông này thi triển, vô luận uy lực, hay là đạo pháp, đều đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng sau một khắc, đại long đoạn thủ, kiếm khí phá toái, đạo thụ rừng rậm ngăn trở, tuế nguyệt trường hà bốc hơi. Hứa ứng thôi động bất hủ bát pháp chiêu thứ bảy, luân hồi, nhưng gặp đại đạo như vòng, hình thành từng cái thời không ngăn chứa, đem cái kia bất hủ giả đặt vào trong luân hồi. Nhưng mà luân hồi chi luân căn bản là không có cách chuyển động, không di chuyển được cái kia bất hủ giả thân hình, cái kia bất hủ giả đưa tay ở giữa, luân hồi phá toái, hứa ứng thân thể đại chấn, ngã xuống bay ra, lăn lông lốc nện ở tòa di tích này trên vách núi. Người khoảng cách bất hủ, còn kém rất xa, không có khả năng dung chuyển ta mảy may. Cái kia bất hủ giả đi tới, đột nhiên dừng bước, kịch liệt ho khan, thân thể lỗ thủng hướng ra phía ngoài phun bụi mù. Đợi cho hắn dừng lại ho khan, lúc này mới tiếp tục hướng hứa ứng đi đến, nói, ta cứ việc bị kiếp vận làm hao mòn trên triệu năm, nhưng tồn tại lực lượng vẫn như cô có thể đưa ngươi chu sát. Hứa Ưng cắm xuống vách núi, lập tức đứng lên, phồng lên thể nội bảy đại động nguyên, lấy động nguyên là nguyên, liên tục không ngừng thôi động các đại động nguyên đạo lực. Chương 1253, trong đó thái nhất, vô cực, hồng ngông, hỗn độn, luân hồi, hỗn nguyên, cái này lục đại động nguyên sở sinh đạo lực chút xuống nhập hắn võ đạo động nguyên bên trong, võ đạo động nguyên trở thành nhất thống lục đại đạo lực tuyền nhãn, dùng cái này tuyển nhãn làm căn cơ, đạo lực chút xuống toàn thân lực lượng của hắn lại lần nữa tăng vọt, lại lần nữa xông lên phía trước. Cái kia bất hủ giả liên thanh ho khan, cười lạnh nói, không cần lưu ngươi. Bàn tay hắn nhô ra, năm ngón tay tựa như năm cái sáng sinh chi trụ, hướng hứa ứng đẻ xuống. Hứa ứng thôi động thiên tiên ấn, xoay người mà lên, nghênh tiếp một trưởng này. Nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động địa, hứa ứng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, hung hăng đâm vào vách núi kia lên. Cái kia bất hủ giả lộ ra vẻ kinh ngạc, hứa ứng lực lượng của một kích này so vừa mới phải cường đại hơn rất nhiều cổ quái hắn vừa nghĩ đến nơi này đã thấy hứa ứng xoay người mà lên lại lần nữa hướng hắn vào tới cái kia bất hủ giả không khỏi tức giận không nói lời gì liền điều động chính mình sở trường nhất thần thông tụ đại đạo coi là đao trường đao trăm dặm ngang qua chân trời ẩm vang chém xuống như vậy trường đao siêu việt hứa ứng lúc trước thấy hết thảy pháp bảo mặc kệ là minh đạo đế long bình đế đô hay là chu tiên tàn kiếm so với cũng có thiếu sót hứa ứng đón cái này hiếm thấy lưỡi đao thôi động địa tiên ấn đón thân đao mà đi cái kia đại đạo làm đao không có thân đao khắp nơi đều là lưỡi đao hứa ứng một ấn này đập vào trên lưỡi đao địa tiên giới hư ảnh lập tức bị cắt ra lưỡi đao cùng hứa ứng trưởng ấn va chạm keng sắt thép va chạm âm thanh truyền đến hứa ứng trong lòng bàn tay bị đao sắc bén mang cắt ra thấy được xương cốt bị trong đao cự lực chấn động đến lảo đảo trở ra. Cái kia bất hủ giả kinh ngạc vạn phần, hắn một đao này lăng lệ phi thường, theo lý tới nói hẳn là đem hứa ứng một đao chém giết, làm sao lại chỉ làm cho đối thủ bàn tay thụ thương. Chờ một chút trong cơ thể của hắn giống như không chỉ bảy cái động nguyên. Một, hai, ba, trong cơ thể của hắn có tám cái nguyên, cái thứ tám nguyên là một cái cự nguyên, so mặt khác bảy cái nguyên, lớn gấp trăm ngàn lần. Cái kia bất hủ giả lập tức phát giác được, cái này cự nguyên liền giấu ở bên trong một cái nguyên bên trong, nguyên này lực lượng thực sự khủng bố, siêu việt mặt khác bảy nguyên tổng cộng. Cửa nguyên cung cấp cho hứa ứng linh khí cùng đạo lực, lúc trước còn không tính quá nhiều, nhưng bây giờ đã là mặt khác bảy nguyên gấp 10 lần. Chính là nguyên nhân này, dẫn đến hứa ứng đón lấy hắn một kích này cũng vẻn vẹn bàn tay thụ thương. Hứa ứng chỉ cảm thấy từ trong võ đạo động nguyên vào tới linh khí cùng đạo lực càng ngày càng mạnh, cứ việc bàn tay thụ thương, nhưng thương thế rất nhanh khỏi hẳn, cho dù đối phương lấy đại đạo làm đau, cũng rất nhanh đạo thương khỏi hẳn. Phải biết loại đạo thương này là khó chữa nhất đạo thương, nhưng mà võ đạo động nguyên bên trong tuôn ra linh khí đạo lực, thế mà ngay cả bực này đạo thương cũng có thể chỉ càng, để hứa ứng cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là tam giới hồng nguyên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, phi thân lên, phóng tới cái kia bất hủ giả, vị kia bất hủ giả điều động tự thân đại đạo, đao khí bay tứ tung, trên dưới trái phải, không rời hứa ứng yếu hại. Hắn càng đánh càng là kinh hãi, hứa ứng vậy mà đem hắn công kích ngăn lại, thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần có cùng hắn sánh vai cùng tình trạng. Cái kia bất hủ giả đang muốn phát ra uy lực mạnh nhất một kích, đột nhiên kịch liệt ho khan, nương theo lấy ho khan, toàn thân trong lỗ thủng xương mù xám gào thét chảy ra. Hứa ứng một chiêu vạn đạo oanh ra, cái kia bất hủ giả không cần nghĩ ngợi, đưa tay liền cản đem vạn đạo phá vỡ. Hứa ứng điều vận pháp lực, thôi động kiếm khí, nhưng gặp không chung từng đạo chu tiên kiếm khí hiển hiện, vậy mà lấy hùng hậu vô biên đạo lực, thi triển chu tiên kiếm trận cái kia bất hủ giả sắc mặt đại biến nhưng gặp diệt tuyệt hết thảy kiếm ý bộc phát thô to kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng khuấy động kiếm khí thậm chí xuyên qua cái kia bất hủ giả thân thể lỗ thùng, đối với hắn nhục thân tạo thành phá hư hưu huy hoàng kiếm khí như là sáng tỏ không gì sánh được cây cột xông phá di tích kia phong tỏa quấy phong vân ngay cả xa xa hỗn độn hải cũng bị khuấy động kiếm khí tạo nên từng cơn sóng gợn trong khoảnh khắc cái kia bất hủ giả thế thì mấy chục đạo kiếm khí ngã xuống bay đi hắn xoay người vọt lên, còn đợi cùng hứa ứng liều mạng, đã thấy hứa ứng thôi động chu tiên kiếm trận phá hư hắn di tích, từ trong di tích xông ra. Cái kia bất hủ giả vội vàng tu bổ di tích, miễn cho bị kiếp vận đuổi kịp, trong lòng kinh nghi không chừng, Hồng Nguyên. Là Hồng Nguyên, hắn có thể điều động Hồng Nguyên lực lượng, viên kia Hồng Nguyên, là tam giới Hồng Nguyên đại đạo hạch tâm, tam giới vũ trụ bởi vì không có cái này hạch tâm, đến mức đại đạo không được đầy đủ, vũ trụ cũng không có bao la như vậy nếu như bổ sung cái này hạch tâm, mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Bất quá hồng nguyên hạch tâm bị bọn hắn gỡ xuống, mượn hồng nguyên hạch tâm lực lượng đến đối kháng kiếp vận. Chỉ là cái này hồng nguyên hạch tâm không phải là người nào đều có thể vận dụng, chỉ có đại đạo chủ mới có thể điều động hạch tâm lực lượng. Những năm này đi qua, hồng nguyên hạch tâm đã rút nhỏ rất nhiều, kém xa lúc trước. Lần trước thông thiên kiếm chủ lại tới đây, cướp đoạt hạch tâm, bố trí xuống kiếm trận, đem đã đem muốn dập tắt hồng nguyên hạch tâm tính cả bọn hắn những này bất hủ giả cùng một chỗ chân áp tại hỗn độn hải dưới mượn hỗn độn hải lực lượng chữa trị hạch tâm nhưng cho dù là thông thiên kiếm chủ cũng vô pháp điều động hồng nguyên hạch tâm lực lượng hắn vì sao có thể điều động hạch tâm lực lượng chẳng lẽ hắn đã bước vào đại đạo chủ cảnh giới hứa ứng xông ra tòa di tích kia lập tức lọt vào đến từ bốn phương tám hướng di tích chấn áp hắn thôi động kiếm khí tạo thành chu tiên kiếm trận kiếm trận vận chuyển cắt ra những di tích kia truyền đến lực lượng chạy về phía chuông lớn cùng chu tiên kiếm chuông lớn cùng chu tiên kiếm điều khiển thạch kiếm tạo thành chu tiên kiếm trận tại những ngày tiền đình thời đại bất hủ trấn áp xuống đã tràn ngập nguy hiểm hứa ứng thân hình thoát một cái đột nhiên giết vào bên cạnh trong một tòa di tích tránh đi cái kia một đám bất hủ giả lực lượng trấn áp hắn thôi động kiếm trận quét ngang hàng ổ địch cùng trong di tích kia khôi phục bất hủ giao phong song phương động tác mau lẹ mấy hiệp cái kia bất hủ giả thế thì kiếm bay ngược mà đi bị từng đạo kiếm khí đính tại chính mình trong di tích. Hứa ứng kiếm trận quấy phá di tích, sát tướng đi ra, chạy về phía chuông lớn, chợt lại bị từng luồng từng luồng khí tức khóa chặt. Hứa ứng điều động hồng nguyên đạo lực, vẫn như cũ không cách nào cùng đối phương chống lại, đối cứng lấy áp lực xông vào một tòa khác di tích, thoát khỏi trấn áp, đem nơi đó bất hủ giả hành hung một trận, lập tức phá không mà lên. Suốt cục, hắn xông vào thạch kiếm kiếm lâm, ngập trời pháp lực, chút xuống đến trong kiếm trận. Oanh! đến từ Hồng Nguyên cùng bảy đại động nguyên đạo lực, trong khoảnh khắc để kiếm trận uy lực tăng lên tới thông thiên kiếm chủ năm đó đều chưa từng đạt tới cực hạn. Thô to kiếm quang thậm chí chiếu phá tiêu không, rơi vào thiên ngoại hỗn độn hải bên trên, quấy hỗn độn hải. Hứa ứng hai tay hướng phía dưới nhấn tới, bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt đất, bá bá bá, từng đạo thô to không gì sánh được thạch kiếm cắm vào lòng đất, vẻn vẹn lộ ra chui kiếm. Giờ khắc này, tất cả trong di tích những bất hủ giả kia lập tức cảm giác được sát ý kinh khủng đánh tới, Từng tòa di tích rầm rập rơi xuống, hướng dưới mặt đất lặn xuống. Từng tòa bia đá cũng từ hướng dưới mặt đất đắm chìm, hỗn độn hải hướng bên này đè xuống. Thiếu niên, Lưu lại tính danh, trong những di tích kia một cái nặng nề thanh âm nói. Tam giới đạo tổ, hứa ứng. Chương 1254, Tam giới hồng nguyên. Tiền đình di tích bên trong, từng cái thanh âm rối rít nói, hứa ứng. Tam giới đạo tổ, chúng ta rất nhanh liền sẽ lại lần nữa gặp mặt. Hứa ứng mắt điếc tai ngơ, chỉ gặp hỗn độn hải sóng lớn hướng bên này vào tới, Minh đạo đế đã giải quyết đối thủ của mình, nhìn thấy hỗn độn hải, không nghĩ ngợi nhiều được lập tức phóng tới Minh Mạn công chúa bọn người, đem mọi người lôi cuốn lấy sông về phía trước. Mà Nguyên vị ương thực lực lại cùng một cái khác bỉ ngạn trinh sát không sai biệt nhiều, hai người còn tại kịch đấu, khó phân cao thấp. Hứa ứng thấy thế, lập tức vội sông đi qua, cùng vào tới Minh đạo đế giao thoa mà qua. Hỗn độn hải sôi trào mãnh liệt, nghiền ép lên lúc đến quả nhiên là phá hủy hết thảy, càng là tiếp cận, tự thân đại đạo liền càng bị áp chế, có thể vận dụng tu vi liền càng ngày càng ít. Hứa ứng thể nội, thái nhất, vô cực, luân hồi, hồng mông, hỗn nguyên cái này ngũ đại động nguyên lần lượt khép kín, chỉ có võ đạo cùng hỗn độn hai đại động nguyên còn tại vận chuyển. Hỗn độn động nguyên là hắn từ minh mạn nơi đó học được một môn bỉ ngạn công pháp bên trong lĩnh hội mà ra, là vì số không nhiều không thể không bị thái nhất động nguyên dung hợp động nguyên, Nguyên bản hứa ứng ở trên đạo này không có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng là tại hỗn độn hải phụ cật, liền hiển lộ ra hỗn độn động nguyên chỗ bất phàm. Hứa ứng vừa xài bước ra, đi vào nguyên vị ương cùng cái kia bị ngạn trinh sát bên người, đối diện hỗn độn hải đã mãnh liệt đánh tới, đập vụn hết thảy. Trinh sát kia thấy thế, không lo được cùng nguyên vị ương liều mạng, lập tức đem thúy nham lâu thuyền tế lên, rơi vào trong lâu thuyền. Hắn vừa mới rơi vào lâu thuyền, liền gặp hứa ứng nắm nguyên vị ương tay cũng rơi vào lâu thuyền. Oanh, Hỗn độn hải nghiền ép xuống tới, nhưng ở tới gần Thúy Nham lúc, lại thẳng tách ra, từ thân tàu bốn phía lướt qua, không có chạm đến Thúy Nham lâu thuyền mảy may. Mặc dù không có tiếp xúc, nhưng hỗn độn hải lực lượng lại tác dụng trên Thúy Nham, áp bách lấy chiếc lâu thuyền này lấy tốc độ nhanh hơn sông về phía trước. Trên thuyền ba người bị cự lực quăng lên, mắt thấy liền muốn ngã vào hỗn độn hải, hứa ứng thôi động thể nội hồng nguyên chi lực, lấy tay hướng về phía trước chộp tới, chế trụ Thúy Nham lâu thuyền, đồng thời một tay khác hướng về sau nhô ra, bắt lấy nguyên vị ương tay. Trinh sát kia ý đổ bắt lấy nguyên vị ương chân, nguyên vị ương đem giày đạp rơi, trinh sát kia lập tức ngã vào trong hỗn độn hải, kêu thảm một tiếng, biến mất không còn tâm thích. Thúy Nham lâu thuyền kéo lấy hai người sông về phía trước. Minh đạo đế mang theo minh mạn cùng một đám long tộc rốt cuộc sông ra khu di tích này, sau lưng chuyển đến giống như thiên băng điện liệt tiếng vang, cái kia sôi trào mãnh liệt hỗn độn hải nghiền ép lên đến. Đám người quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt hỗn độn khí phô thiên cái địa, che chắn bọn hắn hết thảy ánh mắt, lấy uy thế này áp xuống tới, cho dù là minh đạo đế, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Nhưng nói đến kỳ quái, hỗn độn hải che mất tiền đình thời đại di tích đằng sau, liền im bặt mà dừng, không còn tiến về phía trước một bước. Chỉ là, lần này hỗn độn hải một lần nữa bao phủ tiền đình di tích, đường ven biển so với lần trước muốn gần rất nhiều, đi tới cái kia đại đạo chủ hải cốt phụ cận, đem tiền đình di tích cơ hồ hoàn toàn bao phủ loại kia hỗn độn vô đạo trạng thái, ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn sau lưng từng cái động nguyên lần lượt đóng lại, không cách nào vận chuyển. Bọn hắn phảng phất biến thành phàm phu tục tử, để không nổi nửa điểm pháp lực. Bất quá trong đó cũng có người tu luyện hỗn độn động nguyên, có thể điều động pháp lực. Hồng Nguyên, là Hồng Nguyên, minh mạn công chúa đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện, vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, ta đã biết, hỗn độn không cách nào xâm nhập Hồng Nguyên, tam giới chính là tại một cái cự đại Hồng Nguyên bên trong. Cho nên, hỗn độn không cách nào xâm nhập tam giới. Minh đạo đế bọn người không biết thông thiên kiếm chủ bia đá khắc chữ sự tình, đối với Hồng Nguyên là vật gì cũng không giải. Chờ một chút, sư phụ ta đâu? Minh mạn công chúa rốt cục phát hiện hứa ứng không còn, vội vàng nói, cha, ta sư phụ sư nương còn ở trong hỗn độn hải, người thần thông quảng đại, đi vào đem bọn hắn cứu ra. Minh đạo đế lắc đầu, hắn cứ việc thần thông quảng đại, nhưng cũng không có năng lực đối kháng hỗn độn hải, trong biển này chính là nặng nề không gì sánh được hỗn độn chi khí, có thể đồng hóa vạn vật, đại đạo cũng sẽ bị đồng hóa. Chạm vào, cho dù là hắn bực này bất hủ cảnh cường giả, cũng sẽ đạo thể tan rã không còn tồn tại. Minh đạo đế thở dài, nói, người sư phụ sư nương chỉ sợ. Xoạt, hỗn độn hải đột nhiên vỡ ra, một chiếc thúy nham lâu thuyền phá vỡ mặt biển, từ trong biển sông ra. Minh đạo đế ngửa đầu, ánh mắt đờ đấn, chỉ gặp chiếc kia thúy nham lâu thuyền từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, trên thuyền chính là hứa ứng cùng nguyên vị ương hai người. bất quá thúy nham lâu thuyền xông ra thời điểm cũng lọt vào tiền đình đại đạo chủ hài cốt chân áp lâu thuyền chậm rãi trượt xuống. minh đạo đế bọn người vội vàng ninh tiếp hứa ứng cùng nguyên vị ương từ thúy nham lâu thuyền bên trên đi xuống. nguyên vị ương cũng có chút chưa tỉnh hồn. đám người lẫn nhau hàn huyên một phen mấy cái long tộc hiện ra chân thân kéo lấy chiếc này thúy nham lâu thuyền đường cũ trở về. bọn hắn đi vào độ thế kim thuyền bên cạnh minh đạo đế cũng tự mình hiện ra chân thân hóa thành cự long, đem chiếc kim thuyền này hướng ra phía ngoài kéo đi. Tại tiền đình đại đạo chủ hài cốt chân áp xuống, bọn hắn đều đã mất đi pháp lực chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể tiến lên. Suốt cục, bọn hắn đi ra đại đạo chủ hài cốt phạm vi bao phủ, riêng phần mình tu vi lúc này mới khôi phục, nguyên vị ương tế lên chìa khóa vàng, thôi động kim thuyền, hứa ứng thì đem thúy nham lâu thuyền nâng lên, đặt ở trên kim thuyền. Kim thuyền chậm rãi lên, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Như vậy A ứng, thông thiên kiếm chủ là từ đâu đến chỗ này đây này? Chuông lớn đột nhiên dò hỏi, hứa ứng nao nao nhìn về phía đi xa, hỗn độn hải liên miên bất tuyệt, phóng nhãn vô tận, không nhìn thấy cuối cùng, không biết có bao nhiêu bí mật bị dìm ngập tại đáy biển. Từ tiền đình di tích bố cục đến xem, thông thiên kiếm chủ lại tới đây lúc, hỗn độn hải cũng không xâm lấn đến nơi đây, khi đó tiền đình di tích bại lộ ở bên ngoài, diện tích lớn hơn. Hứa ứng suy đoán nói, khi đó, khả năng có mặt khác thông đạo cùng tam giới tương thông. Tỷ như cái kia Đầu Châu hài cốt chính là Tiền Đình thời đại cường giả, hắn hài cốt xuất hiện ở trong Tam giới, nói rõ Tiền Đình thời đại cường giả đã từng có người đi qua Tam giới. Khả năng chính là những cường giả này lưu lại vãng lai Tiền Đình thông đạo. Chuông lớn khó hiểu nói, thế nhưng là, bọn hắn cường đại như thế, như thế nào lại chết rồi? Hẳn là bọn hắn kiếp vận đuổi kịp bọn hắn. Hứa ứng nhớ tới Hỗn Nguyên Động Nguyên tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên, môn công pháp này mục đích chính là tránh né kiếp vận nghĩ đến kiếp vận này nhất định cực kỳ đáng sợ, ngay cả bất hủ tồn tại đều là công dã tràng. Hắn nhìn về phía tiền đình đại đạo chủ hài cốt, trong lòng yên lặng nói, có lẽ, ngay cả đại đạo chủ cũng không thể đối kháng kiếp vận. Nếu không, vị này đại đạo chủ vì sao hay là chết? Hỗn độn hải trở nên tới gần rất nhiều, áp chế trên thuyền đám người tu vi cảnh giới, nguyên vị ương cẩn thận từng ly từng tí khống chế kim thuyền, tận lực chạy đến chậm một chút. Hứa ứng đem hồng nguyên hạch tâm từ trong võ đạo động nguyên lấy ra, chỉ gặp cái này hồng nguyên hạch tâm cứ việc bị hắn hấp thu rất nhiều năng lượng vẫn như cũng không chút nào thấy thu nhỏ phảng phất hứa ứng cùng địch nhân đối chọi điệu hát thịnh hành động lực lượng ngay cả nó chín châu mất sợi lông cũng không bằng trên thuyền đám người nhao nhao xông tới quan sát hồng nguyên hạch tâm không chịu được sợ hãi thán phục quái vật khổng lồ này như là một cái hình cầu ẩn chứa tam giới đại đạo ảo diệu nhưng là so hiện nay bọn hắn đã tới tam giới đại đạo càng thêm tinh diệu càng hoàn mỹ hơn số lượng cũng nhiều hơn Hứa đạo tổ dự định làm sao lợi dụng vật này. Minh đạo đế đột nhiên nói. Hứa ứng nói, đưa vào tam giới, để nó cùng tam giới tương dung. Minh đạo đế trầm mặc một lát, không người nói, hứa đạo tổ lòng dạ bao la, tại hạ bội phục. Hồng nguyên hạch tâm chính là tam giới đại đạo hạch tâm, nắm giữ bảo vật này, chính là nắm giữ tam giới đại đạo, lớn như thế dụ hoặc, bất kỳ người nào cũng không khỏi muốn làm của riêng. Nhưng hứa ứng lại nói để nó cùng tam giới tương dung, phần này lòng dạ khí phách, không khỏi khuất phục minh đạo đế. Bọn hắn trở lại tiền đình đại đạo chủ hài cốt đỉnh đầu, đi vào huyên hải lối vào, hỗn độn hải khoảng cách huyên hải rất gần, độ thế kim thuyền dựng thẳng thân thể mới có thể lái vào trong đó. Bọn hắn tiến vào huyên hải bên trong không bao lâu, đột nhiên hỗn độn hải lại nổi lên gợn sóng, một chiếc thúy nham lâu thuyền từ trong hỗn độn hải lái ra, lại là đến từ bỉ ngạn một chiếc khác lâu thuyền. Trên thuyền cũng có một nam một nữ hai vị trinh sát, xa xa hướng tam giới nhìn lại chương 1255, trong đó nữ trinh sát lấy ra một viên hạt giống, nhẹ nhàng ném ra ngoài, hạt giống kia cuồn cuộn lấy rơi xuống, bỗng nhiên bỗng nhiên trên không trung chậm rãi mọc dễ nảy mầm. Chỉ gặp hạt giống dễ cây lại là cắm dễ ở trong hỗn độn hải, từ hỗn độn hải hấp thu lực lượng, thúc đẩy chính mình sinh trưởng. Rất nhanh, hạt giống liền trưởng thành một gốc mầm cây, mầm cây dần dần cao lớn tráng kiện, biến thành một gốc đại thụ che trời. Hai vị trinh sát tiến lên, ở trên tàng cây lưu lại chính mình lạc ấn, lập tức leo lên thúy nham lâu thuyền lại vào hỗn độn hải biến mất không thấy gì nữa uyên hải bao la không gì sánh được độ thế kim thuyền yên lặng chạy ở trên mặt biển tất cả mọi người tại bắt gấp nghiên cứu lĩnh hội hồng nguyên hạch tâm bên trong đại đạo mỗi người đạo hạnh đều bằng tốc độ kinh người tăng lên kim thuyền ở trên mặt biển chạy được mấy tháng rốt cuộc đi vào uyên hải một chỗ khác hứa ứng lập tức thông qua trong thức hải linh quang thông đạo liên lạc viễn tổ nói long gia người tiến về địa tiên giới một chuyến triệu tập thánh tôn phế vật thanh huyền bọn người, mời bọn họ đi vào uyên hải. Người tới càng nhiều càng tốt, viễn tổ lập tức lên đường, thuận thiên địa thông đạo chạy tới địa tiên giới, thông báo thánh tôn, phế vật thanh huyền. Qua không lâu, viễn tổ triệu hoán uyên hải, uyên hải lại lần nữa kịch liệt xung chuyển, dáng lâm đến địa tiên giới, nguyên vị ương khống chế kim thuyền, tránh địa uyên hải sóng gió, hứa ứng cùng minh đạo đế riêng phần mình xuất thủ, thủ hộ trên thuyền đám người. Lại qua hai ngày, thánh tôn, phế vật thanh huyền xuất lĩnh rất nhiều địa tiên giới cao thủ đi vào uyên hải. Đám người nhìn thấy hồng nguyên hạch tâm, riêng phần mình giật mình, hứa ứng đại khái nói cho bọn hắn hồng nguyên hạch tâm lai lịch, đế tĩnh bật thốt lên, vật này nên trở về tam giới, tạo phúc chúng sinh. Minh đạo đế thấy vậy một màn, liền biết hứa ứng đại khí phách từ đâu mà tới. Không hổ là hứa đạo tổ cha, quả nhiên khí lượng kinh người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hứa ứng cười nói, tạo phúc chúng sinh trước đó, các vị đạo hữu còn xin nhiều hơn lĩnh hội hồng nguyên hạch tâm, ngộ ra trong đó thiên địa đại đạo, sửa sang lại. Tương lai hồng nguyên hạch tâm cùng tam giới tương dung, liền không có cơ hội như vậy. Đây là cơ hội khó được, lĩnh hội hồng nguyên hạch tâm, cố nhiên có thể tăng lên đạo hạnh của bọn hắn cùng tu vi, đồng dạng bọn hắn ghi chép lại, lưu truyền ra đi, tất nhiên có thể đem tam giới luyện khí sĩ cùng tiên nhân đạo pháp tiêu chuẩn lại tăng lên nữa một cái bậc thang lớn. Đám người vần quanh hồng nguyên, tìm hiểu kỹ càng, riêng phần mình chỉnh lý ghi chép. Minh Đạo Đế lại để cho một vị long tộc bay ra Uyên Hải, đi thiên tiên giới mời đến càng nhiều long tộc cao thủ, cùng một chỗ lĩnh hội Uyên Hải. Viễn tổ nóng vội khó nhịn, đột nhiên thầm nghĩ, Uyên Hải bị ta triệu hoán đến địa tiên giới, ta tiến vào Uyên Hải liền không cần phải lo lắng đình trệ ở ngoài tam giới không cách nào trở về. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng phi thân tiến vào Uyên Hải, đi vào trên kim thuyền lĩnh hội. Như vậy qua 2-3 năm, đám người ghi chép điển tịch đã xếp như núi, trên cơ bản đem hồng nguyên hạch tâm đại đạo ghi chép lại, mỗi người đạo hạnh cùng tu vi cũng đều được kinh người tăng lên. Nhất là thánh tôn, lại có trí tôn cảnh đại viên mãn, đột phá trí tôn mà thành tựu bất hủ xu thế. Chỉ là hứa ứng lúc trước chỉ đem tân đạo suy luận đến trí tôn cảnh, phía sau bất hủ cảnh không có suy luận đi ra, thánh tôn tu luyện tới một bước này, đã cảm thấy được phía sau còn có cảnh giới, nhưng không biết nên như thế nào tu hành. Những người khác, thực lực tu vi tăng lên cũng không thể coi thường, nhất là vi tự, tế giác, hao thiên đạo nhân các loại tân tấn trí tôn, tu vi cùng đạo hạnh tăng lên mấy lần không chỉ. Hứa ứng lườm thánh tôn một chút, chân chờ một chút, không có đem tân đạo bất hủ cảnh nói ra, thầm nghĩ ta nếu như nói ra, thánh tôn khẳng định sẽ tại ta trước đó tu thành tân đạo bất hủ, ta cái này tân đạo đạo tổ, hay là chậm hơn hắn rất nhiều. Thánh tôn khoảng cách bất hủ cảnh quá gần, đạt được hứa ứng chỉ điểm, không được bao lâu chỉ sợ liền có thể xông vào cảnh giới này. Hứa ứng cũng khó tránh khỏi sẽ có tư tâm, bởi vậy dự định trước giấu giếm thánh tôn, chờ tu vi cảnh giới của mình đuổi theo đằng sau lại đem bất hủ cảnh pháp môn tu luyện truyền đi. Hứa ứng nghĩ tới đây cười nói, như vậy, hôm nay chúng ta liền đem hồng nguyên hạch tâm đưa đến tam giới, để tam giới khôi phục. Đám người riêng phần mình lui lại, tổ long cười nói, như thế nghĩa cử, phải có hứa đạo tổ tự mình động thủ. Hứa ứng cũng không khách khí, bước nhanh đến phía trước, điều vận pháp lực, đem hồng nguyên hạch tâm chậm chậm nâng lên. Minh mạn công chúa nhìn xem hứa ứng, muốn nói lại thôi, nguyên vị ương nhìn ở trong mắt nói minh mạn có lời gì không ngại nói thẳng minh mạn công chúa lớn tiếng nói sư phụ tam giới chính là một cái cự đại hồng nguyên hỗn độn hải không cách nào xâm nhập hồng nguyên sẽ bị hồng nguyên ngăn trở hứa ứng đang muốn đem hồng nguyên hạch tâm đưa ra uyên hải nghe vậy bỗng nhiên dừng lại nghi ngờ nói hỗn độn hải không cách nào xâm nhập hồng nguyên tiền đình di tích bên trong ngăn trở hỗn độn hải không phải những bia đá kia cùng tiền đình đại đạo chủ hải cốt mà là tam giới Minh mạn công chúa gật đầu nói, lẽ ra như vậy. Hứa ứng buông xuống dơ lên lông mày, chậm rãi buông xuống hồng nguyên, cười nói, chư vị, ta tìm hiểu ra tân đạo bất hủ cảnh, hôm nay liền ở chỗ này, truyền cho chư vị. Đám người riêng phần mình khẽ giật mình, hứa ứng đem chính mình ở trong tiền đình di tích lúc, bỗng nhiên đốn ngộ dốc túi tương thụ, bao quát động nguyên nhập thể, nội luyện nguyên thần nhục thân, hóa thành đại đạo chi thể. Hắn đem bất hủ cảnh nói thẳng ra, tu luyện tới trí tôn cảnh tân đạo cường giả không khỏi riêng phần mình nhãn tình sáng lên, lúc trước bọn hắn tu luyện còn không biết nên đi phương nào, hiện tại rốt cục có phương hướng. Nhất là thánh tôn, càng là kích động đến có chút run rẩy hứa ứng đem tân đạo bất hủ cảnh truyền ra, đối với hắn tăng lên có thể nói lớn nhất. Hắn chỉ cần đem nhục thân nguyên thần luyện thành đạo thể, liền có thể chứng đạo bất hủ. Thánh tôn, ta cái này hồng nguyên hạch tâm dung nhập tam giới đằng sau, tam giới vũ trụ hẳn là sẽ trở nên càng thêm bao la, nhưng cũng bởi vậy sẽ có mấy cái địch nhân. Hứa ứng cười nói, còn muốn làm phiền Thánh Tôn hỗ trợ mới là. Thánh Tôn hạ thấp người nói, hứa đạo tổ phân công, sao dám không theo. Hứa ứng nhẹ nhàng thở ra, đem hồng nguyên hạch tâm nâng lên, thả người bay ra uyên hải, xuất hiện tại địa tiên giới trên không. Hai tay của hắn nắm nâng hồng nguyên, hồng nguyên trung tam giới đại đạo gần như sôi trào, hóa thành đạo đạo hào quang bốn phương tám hướng bay ra, trong lúc nhất thời đạo âm chấn động, vang vọng đất trời địa tiên giới ầm ầm chấn động san sát linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên linh tuyền tuôn ra trên trời rơi xuống linh vũ tiên linh chi khí từ trong hư không mà đến ngưng tụ hình thành tiên sơn phúc địa thiên địa đại đạo thoải mái chúng sinh những người tu hành kia lập tức chỉ cảm thấy thiên địa đại đạo trở nên không gì sánh được rõ ràng cảm ngộ trở nên không gì sánh được dễ dàng mà bọn hắn tư chất ngộ tính tại thời khắc này cũng giống như biến tốt hơn nhiều lúc trước học không được chiêu pháp xem không hiểu thần thông vừa học liền biết xem xét liền hiểu mà tại giữa sơn giã, các loại dị thú huyết mạch bị tỉnh lại, phàm nhân cũng cảm thấy trong thân thể của mình giống như là nhiều hơn từng luồng từng luồng dùng mãi không cạn lực lượng. Địa tiên giới như vậy, nhân gian giới, thiên tiên giới cũng là như thế. Tam giới đang nhanh chóng sinh trưởng, hướng ra phía ngoài mở, đàn sinh trong phúc địa trừ tiên linh chi khí bên ngoài, còn ngưng tụ hình thành âm dương chi khí, huyền hoàng nhị khí, ngũ hành chi khí cao bằng các loại linh khí linh lực, các loại thiên tài địa bảo cũng đang không ngừng tạo ra. Trong tinh không, càng nhiều tinh vực sinh ra, không gian khai thác, không ngừng sinh trưởng, vô lượng bắt ngát. Trong tinh không có nhiều hiếm thấy đại đạo chi địa, hình thành tự nhiên vũ trụ đạo cảnh, quy mô hùng vĩ tráng lệ. Đây chính là hồng nguyên hạch tâm trở về tam giới, tạo thành biến hóa to lớn. Uyên Hải, không còn là độc lập ở ngoài tam giới, đại đạo chủ hài cốt bị đặt vào tam giới vũ trụ bên trong, cùng tiền đình thời đại di tích, cũng theo hỗn độn hải lui bước mà dần dần hiển hiện ra. Cùng lúc đó, càng nhiều tiền đình thời đại di tích, nương theo lấy hỗn độn hải lui lại cùng tam giới khuếch trương, mà tiến vào tam giới vũ trụ bên trong. Trong di tích, trầm muộn thanh âm vang lên, hứa ứng, tam giới đạo tổ, chúng ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. chương 1256, lấy kiếm ta đến. Một chiếc thúy nham lâu thuyền từ trong hỗn độn hải xuyên qua, đi vào bỉ ngạn bến đỏ, tại bến đỏ thủ tướng chỉ dẫn bên dưới chậm rãi đỗ. Đã tìm tới tam giới, trên thuyền hai vị trinh sát nói, thủ tướng tâm thần đại chấn, vội vàng nói đi theo ta ta mang các người đi gặp đại đạo quân hai vị trinh sát đuổi theo hắn vội vàng mà đi tam giới thiên địa đại đạo tại hồng nguyên hạch tâm gia chỉ bên dưới trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh đại đạo hào quang ẩn nấp vào hư không giấu vào tại sơn hà thiên đạo tổ đình bên trong tổ thần khí huyết khuấy động vô biên linh lực từ trong vũ trụ mà đến liên tục không dứt vô tận vô lược để hắn pháp lực thần thông không ngừng tăng lên tổ thần không khỏi kinh ngạc đứng ở trong tổ đình ngửa xem tam giới vũ trụ, không biết biến cố này từ đâu mà đến, chỉ gặp tam giới vũ trụ càng lúc càng lớn, thiên địa đại đạo cũng biến thành nặng nề phong cách cổ xưa, ngưng tụ tại hắn trên người đại đạo như thực chất đồng dạng. Là nguyên nhân gì để cho ta trở nên cường đại như thế? Tổ thân lầm bẩm nói, hứa ứng để viễn tổ thông chi thánh tôn, phế vật thanh huyền bọn người, nhưng không có thông chi hắn, bởi vì hắn là vũ trụ nguyên thần, không cần học tập lĩnh hội hồng nguyên hạch tâm, đợi cho tam giới khôi phục, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ biết được giữa thiên địa thêm ra đại đạo. Lúc này, tổ thần nhìn thấy vũ trụ trên màn trời, từng đạo lưu quang đang hướng tam giới rơi tới. Đó là cái gì? Hắn tâm thần đại chấn, từ trong những lưu quang kia cảm nhận được dị chủng đại đạo xâm lấn. Vũ trụ biên thùy, càng nhiều tiền đình di tích hiển lộ ra, những này tiền đình di tích cùng hứa ứng bọn người lúc trước chỗ đi di tích cũng không phải là một chỗ, bởi vậy không có bị chu tiên kiếm trận chỗ chân áp. Chỉ là bọn chúng bị ép ở trong hỗn độn hải, không thấy tăm hơi, thẳng đến lần này tam giới khuếch trương, hỗn độn hải lui lại, những di tích này mới hiển hiện ra. Bây giờ, khắp nơi cổ lão không gì sánh được di tích không ngừng chấn động, đột nhiên lúc trước đình thời đại vũ trụ hải cốt bên trên chóc ra, hướng về tam giới bay đi. Những này chóc ra di tích, lớn có ngàn dặm rộng, nhỏ nhất cũng có hơn trăm dặm, hóa thành từng đạo ánh lửa. Đột nhiên, trên một chỗ di tích thoát ly tiền đình vũ trụ hải cốt, đi vào đại đạo chủ sau lưng chu tiên kiếm trận chân áp chi địa trong di tích một cái thân ảnh gầy cao chậm rãi rút lên một cây thạch kiếm, lập tức di tích phá không mà đi. Thạch kiếm kia chóc ra, mặt khác cắm sâu vào trong lòng đất thạch kiếm cũng từ nhau nhau chấn động, càng ngày càng cao, rốt cục tất cả thạch kiếm vọt lên, ngã xuống, nát một chỗ. Những thạch kiếm kia chỉ là thật đơn giản thạch kiếm, cũng không phải gì đó không tầm thường pháp bảo, nhưng là kiếm trận quá lợi hại, để bọn chúng những này bình thường tảng đá có được lớn lao uy lực. Trong di tích, từng cái thân ảnh cường đại nhau nhau hiển hiện ra, hướng đại đạo chủ hài cốt cong xuống đa tạ đại đạo chủ phù hộ còn muốn làm phiền đại đạo chủ giúp bọn ta lui bước kiếp phật vì tộc nhân kéo dài tính mạng dưới chân bọn hắn vũ trụ hài cốt ầm ầm chấn động chở đại đạo quân hài cốt hướng về tam giới chạy tới lấy loại tốc độ này đại khái cần thời gian nửa năm mới có thể tiến nhập tam giới hứa ứng hai tay nắm nâng hồng nguyên hạch tâm hoàn toàn hóa đi hồng nguyên hạch tâm mưa thuận gió hỏa giống như dung nhập vào trong tam giới không có hồng nguyên hạch tâm, hứa ứng trong lòng cũng có chút trống chân tự nhiên. Bỗng nhiên, từng đạo hồng mông tử khí ùn ùn kéo đến, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để hứa ứng không khỏi ngơ ngẩn. Từ trong hư không vào tới hồng mông tử khí như vậy mãnh liệt thuần túy, chất chứa tinh thuần không gì sánh được hồng mông chi đạo, cổ vũ hắn hồng mông động nguyên. Hắn đã từng bởi vì nghiệm chứng tân đạo có thể thực hiện, mà đạt được tam giới ở giữa hồng mông tử khí, là hắn công đức hiển hóa, bị hắn luyện thành hồng mông đạo cảnh, nhưng đối với hồng mông đại đạo hắn lại biết không nhiều thẳng đến về sau đi một chuyến thiên tiên giới từ minh mãn công chúa nơi đó học được một môn bỉ ngạn hồng mông công pháp hứa ứng mới tu thành hồng mông động uyên tiếp xúc hồng mông đại đạo lần này hắn đem hồng nguyên hạch tâm cùng tam giới dung hợp giữa thiên địa thế mà lại lần nữa xuất hiện hồng mông tử khí kỳ diệu hơn chính là trong đó hồng mông đại đạo so với hắn tân tân khổ khổ tu luyện hồng mông động uyên bên trong hồng mông đại đạo còn muốn thuần phí khí này nhập thể liên quan tới hồng mông đại đạo các loại đạo lý, hứa ứng liền không ngộ tứ minh, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, đồng thời tự nhiên mà vậy liền tìm hiểu ra hồng mông hóa vạn đạo đạo lý. Thậm chí, hồng mông đại đạo rất có tại cái khác đại đạo trước đó chứng được bất hủ cảnh xu thế. Đây là hồng nguyên bổ thiên, bổ đạo mà ngưng tụ công đức, là gần với khai thiên tích địa mở tam giới công đức, có thể nói là tam giới vũ trụ sinh ra đến nay, có thể có được lớn nhất công đức. Như thế bổ thiên bổ đạo công đức gia thân, thắng qua tân đạo đạo tổ công đức gấp trăm lần, cho nên mới có thể làm cho hắn hồng mông đại đạo trước một bước chứng được bất hủ hứa ứng quyết định thật nhanh lấy võ đạo động nguyên thu nạp hồng mông đại đạo miễn cho chính mình chứng đạo bất hủ hắn cũng không phải là không muốn chứng đạo mà là tu luyện hồng mông không phải bản ý của hắn hắn cứ việc đạt được giữa thiên địa hồng mông đại đạo chân ý nhưng tại trên đạo này một mực không có thành tích ngược lại là tại võ đạo cùng thái nhất bên trên chìm đắm đã lâu hắn nếu là hồng mông chứng đạo như vậy thái nhất cùng võ đạo đều sẽ biến thành phụ thuộc là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hứa đạo tổ, người nhìn thiên ngoại, minh đạo đế kinh ngạc nói. Hứa ứng ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại, từng đạo ánh lửa xuất hiện ở trong tinh không, ngay tại hướng tam giới mà tới. Đến từ tiền đình thời đại bất hủ, xuất động, hứa ứng ánh mắt thăm thẳm, trong lòng yên lặng nói, không biết bọn hắn nói tới kiếp vật, phải chăng còn đuổi theo bọn hắn. Vô luận như thế nào, không thể để cho những này mục nát tồn tại đặt chân tam giới. Thánh tôn, người bao lâu có thể đột phá, tu thành bất hủ cảnh. Hứa ứng dò hỏi, thánh tôn cười ngạo nghễ, nhiều nhất nửa năm, cho người ba tháng thời gian. Hứa ứng nói, viễn tổ, minh đạo đế, các người tạm thời không cần tu luyện tân đạo, chuẩn bị nghênh đón tiền đình thời đại bất hủ. Phế thanh huynh, người bao lâu có thể tu luyện tới bất hủ cảnh. Phế vật thanh huyền lười biếng nói, nhìn duyên, cố gắng tu luyện, sau ba tháng ra chiến trường, không nên bị người đánh chết. Hứa ứng động viên nói, phế vật thanh huyền nguyết hắn một cái, lườm liếc kiều thê quỳnh đài, có chút chủ trừ. Hứa ứng phi thân lên, rơi vào nguyên vị ương trên kim thuyền, nói, vị ương, chúng ta đi thiên đạo tổ đình. Thiên đạo tổ đình bên trong tổ thần nhìn lên những này đột nhiên toát ra lưu quang, nhưng vào lúc này, thiên đạo môn hộ nổ tung, nguyên vị ương thôi động kim thuyền nghiền nát môn hộ, ầm vang xâm nhập. Tổ thần, ta vừa mới bổ thiên bổ đạo, tu vi của người phải trăng tăng lên rất nhiều. Hứa ứng xa xa liền hỏi. Tổ thần nguyên bản còn đợi nổi giận, nghe vậy lập tức giận dữ biến mất, cười nói: A ứng, tam giới đột nhiên biến lớn, thiên địa đại đạo cũng biến thành so trước đó càng nhiều mạnh hơn. Nguyên lai là ngươi làm ra, sau này ngươi ra vào tổ đình, gõ một chút cửa, ta tự mình đi nghênh ngươi. Hứa ứng cười ha ha nói: chuyện quá khẩn cấp, ta không đi không được đường tắt. Tổ thần chú ý tới trong tinh không ánh lửa sao? Tổ thần nhẹ gật đầu, hứa ứng cười nói: những ánh lửa kia là long đình thời đại trước đó cường giả bọn hắn đạo cảnh hình thành di tích. Làm phiền tổ thần đi trước cản bọn hắn chặn lại, kéo dài một ít thời gian. Tổ thần hồ nghi nhìn xem hắn, nói, ngươi tại sao không đi? Hứa ứng cười nói, đệ tử hay là trí tôn trung kỳ, còn cần luyện một chút mới có thể có tổ thần như vậy uy năng. Tổ thần chỉ cần kéo cái một năm nửa năm, không cần cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ cần ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian là đủ. Tổ thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút hồ nghi, nói, viễn tổ có đi hay không? Hứa ứng nghĩ nghĩ viễn tổ bản sự, trần chờ một chút, nói, để viễn tổ đi qua cũng không phải không thể, bất quá người đến chiếu cố hắn một chút. Tổ thần gặp tình hình này càng hồ nghi, nói, địch nhân rất mạnh. Mấy cái tàn phế bất hủ mà thôi, bị kiếp vận dây dưa, đã làm hao mòn hầu như không còn. Hứa ứng cười nói, ta đã từng cùng bọn hắn tự mình đọ sức qua, đa số không bằng ta. Tổ thần nghe vậy, thở phào một cái, cười nói, nếu là như vậy, ta liền đi một chuyến ta đi trước tìm viễn tổ, chương 1257, hứa ứng không người nói, cung tiến tổ thần, tổ thần cười nói, ngươi trịnh trọng như vậy, để cho ta còn tưởng rằng ta muốn đi chịu chết đâu. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, phá không mà đi, tốc độ di chuyển nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Tổ thần hoàn toàn chính xác thực lực tu vi tiến nhanh, chỉ mong hắn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Hứa ứng nhẹ nhàng thở ra, hướng nguyên vị ương nói, ngươi trước lưu tại tổ đình tu luyện, đợi sau ba tháng, người ta đều muốn ra trận. Nguyên vị ương xưng phải, dốc lòng tu hành, hứa ứng lập tức đi vào tiên đình thiên công bộ tìm ngư cơ đạo nhân cùng Trúc Thiền thiền. nói ngay vào điểm chính, ta muốn luyện một bộ kiếm trận, tựa như chu tiên kiếm như vậy bảo vật, tổng cộng ba nghìn lưỡi kiếm. Ngư cơ đạo nhân cùng Trúc Thiền Thiền chăm miệng một lời, ngữ khi cứng rắn nói, mời cao minh khác đi. Hứa ứng cười nói, uy lực yếu một ít cũng không phải không thể. Ngư cơ đạo nhân sắc mặt thoáng hỏa hoán, nói, uy lực yếu 9 phần 9 có thể hay không? Hứa ứng mặt lộ vẻ khó khăn, ngư cơ đạo nhân nói, yếu 9 phần 9, đã phi thường không tầm thường, hứa đạo tổ không cần ép buộc. Hứa ứng nhìn về phía Trúc Thiền Thiền, Trúc Thiền Thiền nói, chu tiên kiếm 1 phần trăm uy lực, đã có thể so với trí tôn chi bảo, tốt xấu cũng có thể tính làm kim tiên pháp bảo. Hứa ứng trần chờ một chút, gật đầu nói, hai vị mau chóng luyện chế, sau 3 tháng ta phải dùng. Ngư cơ đạo nhân cùng Trúc Thiền Thiền đều nhíu chặt lông mày, hứa ứng thử dò xét nói không cách nào luyện thành trúc thiền thiền lắc đầu nói cũng không phải luyện không thành mà là mỗi ngày luyện một loại bảo vật phiền cũng phiền chết rất không thú vị ngư cơ đạo nhân gật đầu hứa ứng thở phào một cái nói thiên công bộ tất cả thiên công cùng tiên đình bảo khố cứ việc các người điều động bất kể chi phí cha ta đế tính sẽ cho người toàn lực khai thác tiên kim vận chuyển đến càng nhiều tiên kim tiên liệu do các người phung phí sư đồ hai người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút ngư cơ đạo nhân nói, sau ba tháng, ba nghìn lưới kiếm. Hứa ứng lập tức rời đi, bước chân dừng lại, chìm vào âm gian. Lúc này âm gian cũng biến thành càng bao la hơn, nại hà kiều bên trên mạnh bà thần lực kinh người, trưởng thành cấp tốc. Hứa ứng không kịp cùng hắn chào hỏi liền từ lao vùn vụt mà qua. Âm gian tứ đế thực lực tu vi cũng theo thiên địa đại đạo bù đắp mà trở nên càng cường đại hơn, có âm gian kẻ thống trị phong phạc, nhất là luân hồi nữ đế, luân hồi hoàn kia nhiễu loạn, vô số nhân thần quỷ tiên hồn linh ở trong luân hồi dẫy ruộng, quả nhiên là thần diệu khó lường. Âm gian tứ đế gặp hắn lưu quang đồng dạng xẹt qua âm gian bầu trời, không ngừng lại, trong lòng kinh ngạc. Hứa ứng đi vào Minh Hải, trong chấp nhoáng từ trong Minh Hải xuyên qua, đến tổ đình âm gian Minh Hải cổ lão. Tổ đình âm gian, thập điện diêm la quản lý giới này, hứa ứng bổ thiên bổ đạo, các nơi khác âm gian đều theo thiên địa đại đạo hoàn chỉnh mà lớn mạnh, duy chỉ có tổ đình âm gian thiên địa đại đạo không có lớn mạnh, Nói đến cũng quái, tổ đình cũng là địa tiên giới một bộ phận, năm đó tam giới triều tịch, chư thiên vạn giới sát nhập hình thành địa tiên giới, tổ đình âm gian nhưng không có cùng với những cái khác âm gian sát nhập, vẫn như cũ độc lập ở bên ngoài cùng với những cái khác âm gian cũng không tương thông. Bây giờ, địa tiên giới âm gian đã cùng nhân gian giới âm gian tương liên, mạnh bà cùng âm gian tứ đế pháp lực đã có thể kéo dài đến nhân gian giới, lại duy chỉ có không cách nào đi vào tổ đình âm gian. Lúc này mặc dù cổ quái, nhưng không có gây nên bao nhiêu người chú ý thập điện diêm la ngay tại bề bộn nhiều việc thẩm phán từng cái hồn linh khi còn sống tội ác thường thiện phạt ác đột nhiên thập điện chỗ cử khúc sừng châu kịch liệt đung đưa thập điện diêm la bị kinh động nhào nhào bay ra riêng phần mình tiên điện nhìn xuống dưới chỉ gặp minh hải bên trong cái kia đầu châu phía dưới một bộ khó có thể tưởng tượng hài cốt khổng lồ chậm rãi đứng dậy hắn trong miệng truyền đến một ngạt không gì sánh được tiếng gào thét lỗ mũi phun ra mang theo khói đặc cuồn cuộn hỏa diễm sừng châu phía trên vô số hồn linh tại trên sừng châu hành tẩu tựa như hành tẩu tại thế giới dung nham bên trong giờ phút này những hồn linh này bị tôn kia hài cốt khổng lồ thần uy chấn nhiếp nhao nhao quỳ mọp xuống trong miệng tụng niệm thần hào từ bọn hắn trong miệng truyền ra ngôn ngữ không phải nhân loại ngôn ngữ mà là một loại tối nghĩa đạo ngữ thập điện diêm la sắc mặt ngưng trọng loại đạo ngữ này bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng là đạo ngữ bên trong ý tứ lại rõ ràng biểu đạt ra tới thổ bá hài cốt đầu châu kia trùng điệp dậm chân ẩn tàng ở dưới minh hải di tích cổ xưa từ đáy nước chậm rãi hiển hiện. Tiền đình thời đại âm gian đại đạo bộc phát, trùng kích bốn phương tám hướng, thập điện diêm la dù là thái ất cứu khổ thiên tôn thiên địa nguyên thần, cũng bị trùng kích đến không vững vàng thân hình. Hai cốt đầu châu kia run run thân thể, thật dài hấp khí, lập tức đầy trời hồn linh phi múa, nhao nhao hướng hắn trong miệng rơi đi. Thập điện diêm la cũng đứng không vững, bị hắn hút hướng trong miệng. Nhưng vào lúc này, âm gian bầu trời đột nhiên nổ tung, hứa ứng tế lên chu tiên kiếm lấy chu tiên kiếm là trận nhãn lấy khí hoa kiếm mang theo chu tiên kiếm trận hướng phía dưới đẻ xuống hai cốt đầu châu kia ngửa đầu lấy tay hướng phía dưới trùng điệp một chảo phổ biên hồn hỏa ngưng tụ hóa thành một đạo hỏa diễm trường tiên bộc một tiếng quất nát thời không hướng hứa ứng quét tới ta mấy năm này lĩnh hội hồng nguyên không phải không thu hoạch được gì hứa ứng hết to kiếm trận hướng phía dưới ép đi chu tiên kiếm trận hủy thiên diệt địa chặt đứt hết thảy đại đạo Kiếm trận cùng hai cốt đầu châu kia hồn hỏa trường tiên va chạm, lập tức trường tiên đoạn đi, nhưng hồn hỏa cũng đem kiếm trận nhóm lửa, kiếm khí nhao nhao phá diệt. Hai cốt đầu châu kia một cái khác không thịt đại thủ nâng lên, một quyền đón hứa ứng đánh tới, bịch một tiếng, hứa ứng sau lưng hư không đột nhiên nổ tung. Hứa ứng một tay khác cũng từ nắm tay, điều động tất cả tu vi, bảy đại động nguyên, thủy nguyên hai khí, toàn bộ ở trong võ đạo động nguyên ngưng tụ, tựa như nắm giữ lấy khai thiên tích địa giống như lực lượng, nghênh tiếp hắn một kích này, Oanh, hai đại cường giả tuyệt thế lực lượng va chạm, tổ đình âm gian lập tức phảng phất tiên khí kinh khủng bão táp thời không, đem hết thải xoắn nát. Thập điện diêm la vội vàng riêng phần mình thoát ra âm gian, đợi cho cơn gió lốc này tán đi, rồi mới trở về, liền gặp hứa ứng một kiếm bổ vào hài cốt đầu châu kia đỉnh đầu, đem hài cốt đầu châu kia ép tới ẩm vang ngã xuống, nhưng một kiếm này vậy mà không thể đem xương đầu kia bổ ra. Hứa ứng giơ tay, năm ngón tay giữ lại, từng đạo thô to không gì sánh được kiếm khí cao tới vạn trượt, suy suy rung động, từ trên trời giáng xuống, cắm ở hai cốt đầu châu kia bốn phía. Hai cốt đầu châu còn đợi có hành động, trong lúc bất chợt Chu Tiên kiếm trận bộc phát, đem hai cốt kia tính cả toàn bộ tiền đình thời đại di tích cùng một chỗ chân áp, chìm vào minh hải bên trong, chỉ còn lại có hai cái chín quẹo 18 rẽ sừng châu lộ ở trên mặt nước. Hứa ứng già ngã mà ngồi, ngồi tại hai cái sừng châu ở giữa, thôi động kiếm trận chân áp tôn này đã sớm ẩn núp đến tam giới, không biết dùng cái gì pháp môn tránh đi kiếp vận tiền đình cường giả, trầm giọng nói thái ất đạo huynh, ta ở chỗ này trấn áp hắn ba tháng. Các ngươi tiến về tiên đình thiên công bộ, sau ba tháng lấy ta kiếm đến. Nói đi, nhắm mắt dưỡng thần, một bên trấn áp cái kia âm gian di tích, một bên tu hành. Thập điện Diêm La thấy thế, không dám hỏi nhiều, vội vàng vội vàng rời đi. Sau ba tháng, tổ đình âm gian bỗng nhiên có quang mang chuyển đến, thập điện Diêm La từ trên trời giáng xuống, riêng phần mình vung tay lên, từng thanh phi kiếm gào thét hướng hứa ứng bay tới, quát hứa đạo tổ tiếp kiếm. Hứa ứng nguyên thần phi thân mà ra, toàn thân đạo quang quanh quẩn, nhưng gặp ba nghìn lưỡi phi kiếm hình thành kiếm lâm, mũi kiếm hướng phía dưới, hứa ứng nguyên thần toàn lực rèn luyện, lạc ấn tự thân đại đạo. Qua gần nửa ngày, hứa ứng thôi động kiếm quyết, điều động kiếm trận, nhưng gặp ba nghìn lưỡi phi kiếm vù vù hạ lạc, chu tiên kiếm trận bộc phát. Thiên địa thúc, vạn đạo diệt, vô lượng sát khí quét sạch hết thảy, vỡ nát hết thảy, đem cái kia minh hải lòng đất di tích tính cả trong di tích tiền đình cường giả, hết thải phá hủy. Sát ý kinh khủng thậm chí đem âm gian xuyên thủng, thập điện diêm la nhao nhao đưa tay che khuất diện mục, miễn cho bị kiếm quang gây thương tích. Đợi cho kiếm quang lắng lại, bọn hắn lại nhìn đi, đã thấy hứa ứng thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, phá không mà đi. Ba tháng thời kỳ đã đến, ta đi vậy, chương 1258, miệng cọp gan thỏ. Thập điện diêm la đưa mắt nhìn hứa ứng thoát ra âm gian, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tổ đình Minh Hải đã bốc hơi, hết thảy không còn sót lại chút gì lòng đất phá vỡ một cái động lớn lộ ra một mảnh không gì sánh được cổ lão thổ địa đó là tiền đình thời đại vũ trụ hài cốt hứa đạo tổ thực lực tu vi vậy mà đã đạt đến một bước này hơn xa chúng ta năm đó bây giờ tổ đình âm gian đã diệt hết thảy đều là về tam giới trách nhiệm của chúng ta cũng dừng ở đây là thời điểm rời đi nơi đây tìm cái khác chỗ đi bọn hắn phá không mà đi trong vô ngân tinh không linh quang dung chuyển vô số linh quang ùn ùn kéo đến dần dần hình thành tổ thần không gì sánh được vĩ ngạn nguy nga thân thể. Hắn hiện ra chân thân, thật lớn vũ trụ nguyên thần, cho dù là tại thiên tiên giới địa tiên giới cùng nhân gian giới nhìn lại, đều vô cùng rõ ràng. Mà tại tổ thần đằng sau, một tiếng long ngâm, viễn tổ hiện ra chân thân, tiên thiên bất diệt linh quang chi thể vượt ngang vô số cái tinh hà, quả nhiên là tráng quan không gì sánh được. Cự long kia quay quanh, sán lạn còn thắng ngân hà, đứng sừng sướng ở tổ thần sau lưng, dị tượng rực rỡ. Tổ thần manh mối tuyết trắng, trong mắt lộ ra thần quang như là thật dài ngân hà phiêu đáng đối diện từng đạo quang ngấn ngay tại hướng bên này chạy tới tốc độ cực nhanh xa xa hắn liền có thể cảm ứng được đến từ dị vực dị trùng đại đạo khí tức loại đại đạo này tại tam giới đại đạo khác biệt đối với hắn tới nói như độc dược đồng dạng đại đạo không trọn vẹn tổn hại nhưng là hết lần này tới lần khác lại cực kỳ cường đại